Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong một cái bản tin rất là quen thuộc trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng vào buổi tối thứ sáu hàng tuần để chúng ta cùng view lại tất cả những cái kịch bản mà chúng ta đã phân tích dự báo trong tuần vừa qua, sau đó sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu cơ bản của các nhóm ngành và sau đó thì chúng ta sẽ có đi phân tích và định lượng xu hướng thị trường trong tuần mới. Thế thì tuần vừa qua và đến tại thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã thấy rằng một cái tuần giao dịch rất là khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên một cái cây nến kết tuần thì có lẽ là không còn gì xấu hơn là cây nến như thế này. Và tí nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích sâu hơn về tình hình thị trường. Thì trong cái bản kết phiên, đây là cái điểm kết phiên, đó kết phiên là ngày 17 tháng 7 thì chúng ta đã ra bản tin video số 113 để phân tích định lượng thị trường tuần từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 7. Thì trong đó thì ông Lê có đánh giá về việc là thị trường sẽ có những cái điểm test cung, test lại cung ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba ở phần cuối bản tin khi mà ông Lê view lại cái phân tích và định lượng về thị trường. Thì sau đó thì ở trên team không chat N02 thì trên cái team này là cái team mà ông Lê dành để hỗ trợ tất cả những anh chị em là những cái tài khoản mà đã chuyển về team của ông Lê để chúng ta có được những cái bản tin cập nhật sâu nhất và mới nhất hàng ngày. Đó thì trên trong buổi tối ngày Chủ nhật thì ông Lê đã có những cái đánh giá, thứ nhất là về đối với thị trường chứng khoán thế giới sang tuần mới sẽ là một cái tuần rất là khó khăn và chính cái sự khó khăn này nó sẽ tác động lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cùng với đó là chúng ta xét là cái yếu tố dòng tiền, tức là cái này cũng đã nói ở trên bản tin video số 113, anh chị xem lại, xét yếu tố nội tại về dòng tiền của hai cái phiên kết tuần tuần trước, đó là phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu, thì cái dòng tiền nó chưa thực sự là tích cực và cái lượng cung cầu nó chưa đáp ứng được một cái kỳ vọng, đó là bên 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 cung phải đè bẹp được bên cầu, phải đè bẹp được giá bên cung. Và chính vì như vậy nên là các cái chỉ số chung của thị trường sẽ có xu hướng test lại, và các cái điểm test thì Hùng Lê đã phân tích trên video và dự kiến cái vùng test của VN Index ở khoảng vùng 865 đến vùng 870 điểm, VN30 ở 805 điểm và phái sinh thì sẽ test lại cái vùng 800 điểm. Và dự kiến các cái phiên giao dịch đầu tuần sẽ là xu hướng lình xình và tất cả mọi cái quyết định và tất cả mọi cái xu hướng nó sẽ có những cái sự sắc nét hơn khi mà chúng ta kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba để chúng ta có thêm các cái định lượng về đánh giá về thị trường. Và đến tối ngày thứ hai, tức là khi mà phiên giao dịch đầu tuần kết thúc thì ông Lê tiếp tục có cái đánh giá sơ bộ về tình hình thị trường của trong cái phiên ngày thứ hai. Và rõ ràng một điều là một số các cái chỉ báo định lượng của Hùng Lê, đó là VN Index đã mất vùng 865 điểm, VN30 mất 805 điểm và phái sinh hôm nay thì chạm vùng 800 điểm và mất cái mốc ở vùng 790 điểm đến vùng 800 điểm. Thì bản thân là trong cái bản tin phân tích video số 113 thì Hùng Lê đã có nói đến khi mà VN Index của chúng ta chạm vùng 820 điểm, đó chính là cái vùng mà chỉ số này sẽ phải trả cung, trả lại cung cầu, và cái dự kiến của Hùng ở vùng khoảng vùng 800 điểm đó, khi mà kết cái điểm kết tuần đó, thì Hùng đã dự báo là cái phiên ngày thứ hai là phái sinh nó sẽ có xu hướng trả về vùng 800 điểm, và rõ ràng một điều là kết phiên thì nó đã thủng về vùng 795 điểm. 795 điểm tức là nó đi vào cái biên 790 đến biên 800 điểm ở trong những cái kịch bản phân tích định lượng của ông Lê. Thì cái câu chuyện về phái sinh, tại sao Hồng Lê có nói đến câu chuyện phái sinh, đó là cái câu chuyện mà ở tất cả anh chị em của chúng ta cần phải biết nó để làm gì, biết nó để sau này chúng ta có được cái góc nhìn về phái sinh để chúng ta có những cái định lượng về thị trường chứng khoán cơ sở đó. Thì kết phiên giao dịch ngày thứ hai là Hồng Lê đã có những cái đánh giá về tổng quan, đó là phiên ngày hôm nay là một phiên giao dịch rất là xấu. Bởi vì các cái quỹ đạo hỗ trợ của chỉ số của ông Lê phân tích nó thì nó đã bị gọi là đã bị mất. Cùng với đó thì cũng có tiếp tục có những cái đánh giá về cái câu chuyện về về cái xu hướng của phái sinh, đó là cái chỉ số phái sinh ở mốc 790 điểm là một cái mốc cực kỳ quan trọng.
để quyết định cái xu hướng đi tiếp theo của CS là cơ sở, và thị trường phiên mai phải cần lấy lại các cái mốc hỗ trợ mà ông Lê đã phân tích, đó là ở vùng 865 điểm, VN30 ở vùng 805 điểm, và phái sinh trên 790 điểm, và tốt nhất là lấy lại được vùng 800 điểm. Ngược lại các thông số này không có được ở trong phiên ngày mai thì đây là một kịch bản rất là xấu đối với thị trường. Và một cái điều rất là kỳ vọng đó là cái phiên ngày thứ ba. Cái phiên ngày thứ ba chúng ta nói đến câu chuyện về phái sinh. Đó, phiên ngày thứ ba đây. Khi mà phái sinh có một cái điểm bẻ về kỹ thuật ở vùng 795 điểm và lên được vùng 805 điểm thì Hùng Lê đã rất là kỳ vọng rằng là cái trend của phái sinh là chúng ta đã xử lý được cái trend short ở đây. Và trong cái buổi ngày thứ ba thì Hùng Lê phân tích cực kỳ kỹ về phái sinh đó ở mốc 795 điểm và vượt 800 điểm và đóng cửa mốc 800 điểm, và những cái tín hiệu kỹ thuật này nó rất là quan trọng đó. Tuy nhiên đến đến cái phiên giao dịch của ngày thứ tư, phiên giao dịch của ngày thứ tư, khi mà phái sinh của chúng ta chạm được về 805 điểm thì Hùng Lê kết phiên ngày, tức là kết phiên giao dịch của ngày 22 tháng 7 đây. Kết phiên giao dịch của ngày 22 tháng 7 21 này, đây là ngày 21 này. Ngày 22 tháng 7 tiếp tục có một cái phân tích đây. Và khi mà phái sinh chạm đến cái vùng 805 điểm, đó, 805 điểm thì kết phiên, tức là kết của đây các anh chị nhá. Đây. Ta xem lại. Xem lại cái định lượng của ngày hôm trước. Ngày 22. Đây, kết phiên giao dịch ngày 22 thì Hùng Lê đã có một cái phân tích về chỉ số VN Index. Đó là sau 3 phiên giao dịch đầu tuần, tức là phiên ngày thứ 2, phiên ngày thứ 3 và đến phiên ngày thứ 4, tức là ngày 22 tháng 7, thì cái 3 cái cây nến ở trên cái biểu đồ xu hướng, đó là 3 cái cây nến của VN Index cho thấy rằng là cái bóng nến, những cái cây nến giảm và không có bóng trên. Đó, không có bóng trên thì điều này cho thấy rằng là cái áp lực của thị trường, đó, cái áp lực của thị trường đang có những cái dấu hiệu suy yếu và cái áp lực giảm giá của thị trường sẽ tiếp diễn. Ba cây nến suy yếu từ vùng 875 điểm và mất cái biên tích lũy của vùng 865 điểm và các cái chỉ báo ngắn hạn như là MACD, RSI và một số các chỉ báo về dòng tiền. Và kết phiên giao dịch ngày 22 tháng 7 thì Hùng Lê đã có những dự kiến là VN Index sẽ chỉnh về vùng 850 điểm, đó là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư. Và chỉ số VN30 thì sẽ dự báo là đi về vùng 793 điểm, 795 điểm, đây là vùng hỗ trợ ngắn. Và phái sinh thì trả lại cái cung cầu vùng 800 điểm và vùng này bị gãy. Và như vậy là cái xu thế, cái phiên ngày 20, phiên ngày thứ tư là cái vùng 800 bị gãy. Và chính vì vậy nên là xu thế của phái sinh trở nên khó khăn hơn. Và kết phiên là 792 điểm. Thì cái câu chuyện của phái sinh đó là gãy hay không gãy mốc 790 điểm thì phái sinh sẽ có một cái trend short rất là dài. Đó, thì kết phiên giao dịch ngày thứ tư là Hùng Lê đã có những cái định lượng cơ bản như vậy. Và đến kết phiên giao dịch ngày thứ năm, ngày thứ năm tức là ngày 23 đây, thì chúng ta thấy rằng là thị trường bắt đầu càng về cuối tuần thì cái xu hướng nó càng yếu dần đi. Và như vậy là chỉ số VN đấy, những cái chỉ báo mà Hùng Lê dự báo trước một phiên, thường là trong tuần vừa rồi Hùng Lê cứ hết một tuần là Hùng Lê hết một ngày là lại có những cái phân tích đánh giá lại. Ví dụ như là VN Index kết phiên của ngày 23 đó là đóng cửa 851,9 điểm, dự báo ở vùng 850 điểm. VN 30 chạm vùng 794,5 điểm, và trong cái bản tin phân tích của ngày 23 là dự báo ở vùng 793 đến 795 điểm. Và phái sinh thì chờ cái mốc 790 điểm để chúng ta có cái kết luận là thị trường có giữ được hay là nó bị phá cái mốc 790 điểm hay không. Và trên cái biểu đồ xu hướng thì Hùng Lê tiếp tục có những cái đánh giá rằng là VN Index tiếp tục ghi nhận một phiên thiếu tích cực, trong đó các cái chỉ báo
về cơ bản về kỹ thuật thì vẫn đang rất là xấu, và các cái hoạt động giải ngân nghe ngóng thì chúng ta phải chờ những cái tín hiệu kỹ thuật rõ ràng hơn, và đánh giá về chỉ số VN30 cũng như vậy, rất là xấu. Và xu hướng phái sinh thì đang thiên về một cái trend short dài, tức là tối ngày 23 kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm thì Hùng Lê đã có đây sell dài, và đây là một cái tín hiệu rất là khó khăn cho thị trường cơ sở, và cái mốc 790 điểm bị phá đồng nghĩa với việc là xác nhận cái xu hướng sọc dài của phái sinh. Và kết luận lại là thị trường kết phiên ngày thứ năm ở trong một cái trạng thái rất là nhạy cảm và thiên về cái dấu hiệu suy yếu. Chính vì vậy nên là chúng ta phải hết sức là thận trọng, và đến phiên ngày thứ sáu, phiên kết tuần, thì về bản chất là mọi người đổ tội cho là cái câu chuyện về Covid, nhưng dưới góc nhìn của ông Lê và dưới quan điểm của ông Lê, nó không phải là do Covid, bởi vì là ở một cái tình huống ở bệnh viện Bạch Mai, đúng không? Một cái ổ dịch nó rất là nghiêm trọng. Tuy nhiên với những cái cách làm của Việt Nam thì chúng ta đã khống chế rất là thành công cái câu chuyện đó. Vậy thì ở Đà Nẵng chắc chắn là nó không không thể nó không phải là một cái gì nó là ghê gớm. Nhưng thị trường của chúng ta đang yếu, đang thiếu. Đó, và phiên ngày thứ hai thì đã xấu rồi, kết phiên ngày thứ ba, phiên ngày thứ tư và đến phiên ngày thứ năm thì gần như là tất cả mọi cái yếu tố về kỹ thuật lồng lê đã cho rằng là nó không 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 thể gượng gạo được, và cùng với những cái yếu tố hội tụ xấu đó thì nó dẫn đến một câu chuyện là thị trường bị đạp rất là mạnh ở trong phiên kết tuần. Thì đấy là tất cả những cái phân tích định lượng của ông Lê đó, đó là tất cả những cái phân tích định lượng của ông Lê. Khi mà chúng ta có bản tin phân tích tuần rồi thì chúng ta phải xem những cái bản tin phân tích ngày để chúng ta có thêm cập nhật thêm, bởi vì là dữ liệu phân tích trên thị trường chứng khoán có những dữ liệu là 15 phút, có dữ liệu 5 phút, có dữ liệu theo theo ngày. Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, cái vùng 790 điểm là cái vùng rất là quan trọng đó, và khi chúng ta nhìn thấy cái mốc phái sinh bị phá 790 điểm đồng nghĩa với việc là như nào, short rất là dài, rơi một phát 790 điểm về 765 điểm, và cái con số các anh chị lưu ý là 750 điểm. Khi mà Hùng Lê đã đây 2 ngày trước này đó, khi mà phái sinh mất cái mốc 790 điểm đó 2 ngày trước đã cảnh báo về cái việc là mất mốc này thì xu hướng sẽ đi về 750 điểm, và ngày hôm nay đó các anh chị có thể thấy ngày hôm nay đã sọt xuống sâu nhất là 760 điểm, tức là chỉ cách cái vùng Hùng Lê dự báo đâu đó khoảng tầm độ 10 điểm. Và với những cái tín hiệu hiện tại của thị trường như này thì tí nữa thì chúng ta sẽ nói đến cái câu chuyện của tuần tới, nhưng mà nó rất là xấu đó, nó rất là xấu. Và chúng ta phân tích định lượng phái sinh song song với VN30, VN Index để chúng ta có được và có được cái góc nhìn tổng quan nhất về thị trường. Đó thì đấy là Hùng vừa mới view lại tất cả những cái phân tích định lượng của Hùng Lê trong tuần vừa qua. Bây giờ chúng ta sẽ đi điểm qua một số các cái nhóm ngành, và cái bản tin ngày hôm nay thì chúng ta tập trung để chúng ta nói đến cái xu hướng của thị trường. Đó, còn xu hướng của các mã cổ phiếu thì gần như là từ phiên ngày thứ hai là các cái trend của cổ phiếu gần như đã bị suy yếu và bị hỏng rồi, và trong phiên ngày hôm nay thì gần như là hỏng hẳn, tức là trong phiên ngày hôm nay là không có gì để chúng ta nói đến cái trend của cổ phiếu nữa. Đó thì tí nữa chúng ta sẽ view qua để chúng ta sẽ biết được đó, từ cái nhóm trụ và từ những cái nhóm cơ bản nhất của chúng ta để chúng ta thấy được là gần như là trend của cổ phiếu là nó đã bị hỏng hết rồi. VIX, ok, đó một cái vùng tích lũy dài của vùng 90 đến vùng 92, và trong cái thời gian vừa qua thì hôm nay đánh giá rằng VIX cũng không có cái vị gì cả. Đó, nó chỉ có những cái điểm long lên sọt xuống, nó điểm ở đây thôi. Và trong phiên kết tuần thì có những lúc VIX đã đạt về 85 và kết phiên thì có một cây nến rút chân lên như này. Tuy nhiên với động thái hiện tại của thị trường thì khả năng VIX sẽ có thể sẽ test lại vùng 80 trước khi mà có những cái động thái tiếp theo. Vinhome VHM trong kịch bản phân tích đó là khi Vinhome đánh vượt thoát được vùng 79 thì Vinhome có thể kéo lên và sau đó Vinhome test lại vùng 79. Về mặt lý thuyết, nếu như về đúng thuần về kỹ thuật mà Vinhome có thể chạy được tiếp, đó là Vinhome phải trụ được ở trên vùng 79. Tuy nhiên trong tuần vừa qua thì Vinhome đây là một cái cây nến của phiên ngày thứ ba. Đó, phiên ngày thứ ba thì Vinhome đã mất cái vùng 79, và cái hệ quả là khi mà cổ phiếu mất cái vùng hỗ trợ trên thì sẽ có xu hướng đáp lại vùng thấp hơn, đó là vùng 75. Tuy nhiên với những gì mà lực lực đi của thị trường hiện tại thì chúng ta sẽ quan sát tiếp Vinhome ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Khả năng cái vùng 75 này nó sẽ có một cái phiên nháy trong phiên. Đây các anh chị,
Thường nó sẽ có một cái điểm sau một cái phiên bị đẩy bán mạnh như này thì sẽ có những cái một cái điểm nháy, và cái điểm nháy này có thể Vinhome có thể chạm lại vùng 70 đến 70.5, tức là nó giống lại một cái cây nến ở đây. Đó, và chúng ta sẽ phải chờ gọi là dự báo một cái kịch bản xấu hơn của Vinhome, đó là không thể trụ lại được vùng 75 mà có thể sẽ có một cây nến trong phiên nháy như này. VRE thì trong tuần vừa qua VRE có một số cái thông tin về cơ bản thì các anh chị có thể tham khảo thêm. Tuy nhiên Hùng đánh giá ở trên góc độ kỹ thuật đó là VRE có vùng hỗ trợ đây. Khi mà chúng ta phân tích VRE trong một cái chiều dài, đó là vùng hỗ trợ của VRE khoảng vùng 25, và vùng kháng cự ngắn của VRE đó là vùng 27.5, thì ngày thứ 6 ngày thứ 5 thì VRE vượt qua được cái vùng kháng cự, và phiên nay thì có một phiên test và kết phiên thì cũng có một cây nến rút chân lên với lực cầu tương đối là ổn định. Đối với VRE nếu cứ duy trì được ở khoảng tầm 4 đến 6 triệu cổ phiếu một phiên thì đấy là mới ok, tức là chúng ta mới tính toán được một cái tọa độ. Và ông Lê cũng có chia sẻ là chúng ta xem ở cái vùng kháng cự 29 có hay không cái câu chuyện vượt thoát vùng 29 thì phải có những phiên như này. Đó, phải có những phiên như này. Còn các cái điểm mua thì ông Lê không có khuyến nghị anh chị, khi mà cổ phiếu đã lên đến đoạn này rồi thì sẽ không mua nữa. Đó, và chúng ta canh ở cái vùng hỗ trợ chúng ta mua thôi. Còn cái câu chuyện mà VRE có vượt thoát được ở đây, tức là nó đi sau một cái thời gian nó đánh nó đi, thì khi đó thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu rõ nét hơn của thị trường, thì lúc đó chúng ta có thể tham gia, chấp nhận mua cao để bán cao. Còn bây giờ đến vùng 29 này thì thôi, chúng ta sẽ dừng lại. Sapico SAB. SAB sau một cái thời gian giữ nhịp đó và đạt đỉnh ở khoảng vùng 215, thì sau đó thì chúng ta có những cái phân tích chỉnh giảm về cho SAB rơi vào về khoảng vùng 185. Thì trong phiên ngày hôm nay và trong tuần ngày hôm nay thì SAB đã rơi về vùng 185 và thậm chí là đã thủng mất vùng 185 và đi về khoảng vùng 180. Thì với SAB thì vùng 185 hay vùng 180 ở đây thì chính là một cái vùng mà hỗ trợ của cổ phiếu. Đó, vùng hỗ trợ của cổ phiếu thì kỳ vọng là có thể phiên ngày thứ hai SAB sẽ lình trình tích lũy lại được ở quanh đây. Còn trên những cái góc độ kỹ thuật ngắn, trên những góc độ kỹ thuật ngắn thì SAB vẫn đang chưa dừng được lại cái lực rơi, và cùng với cái câu chuyện là thị trường sẽ có những cái phiên gọi là cái phiên giảm sâu xong kéo lên ở trong phiên, dự kiến là phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba sẽ có những cái trạng thái đó, thì SAB cũng như vậy, nó sẽ kéo quanh qua cái vùng 180 này. Đoạn này thì chúng ta chưa mua, khi nào mà ủng hộ anh Thái thì Hùng sẽ có những cái phân tích sau. Vinamilk hoàn thành cái vùng mục tiêu ở 120, sau đó thì có những cái nhịp đánh lên đánh xuống ở đây. Vùng hỗ trợ của Vinamilk ở vùng 112 đến vùng 114, và phiên kết thuần thì Vinamilk đã có những phiên đánh chạm về vùng 110 và sau đó thì rút chân lên. Tuy nhiên cái việc rút chân như này nó không thực sự là tích cực. Nó trong bản tin phân tích ở trên Zalo thì Hùng Lê cũng có nói rồi. Đó là cái dòng tiền của phiên ngày hôm nay chưa thực sự là dòng tiền tap out và chưa thực sự là cái dòng tiền mà ép 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 ép, ép ở bên 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 cung. Đó, chính vì vậy nên là nó sẽ có những cái điểm test lại, Vinamilk sẽ có những cái điểm trả lại ở quanh vùng 110 và thậm chí sâu hơn, có thể Vinamilk sẽ trả lại về ở khoảng vùng 105. Đấy là những cái mà chúng ta cần phải dự phòng trước. Đó, những anh chị mà đang cầm nắm thì chúng ta cần phải dự phòng trước để chúng ta tránh những cái điểm mà khi mà cổ phiếu bị đạp sâu về thì lúc đó chúng ta bán thì vô hình dung là có thể bán trúng đáy. Bán trúng đáy. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành hàng không VDC. VDC thì đó xấu rồi. Sau một cái thời gian đi ngang rất là dài ở quanh vùng 107 và đến phiên ngày hôm nay thì coi như gãy rơi gãy ra khỏi cái biên này, và với một cái việc rơi gãy như này thì chúng ta lại phải chờ cổ phiếu này ở cái vùng 100, vùng 95 đến vùng 100, đó là cái vùng hỗ trợ ở đây khi mà cổ phiếu VDC cũng đã có một cái nhịp rơi rất là mạnh ở trước đây. Bản thân ngành hàng không thì đang gặp rất nhiều khó khăn, các anh chị biết rồi, và VDC thì cũng như vậy, một hãng hàng không tư nhân thì chắc chắn là nó sẽ có những cái khó khăn tiếp theo, bởi vì như vậy là xu hướng của VDC nó đang đi vào cái xu hướng bị downtrend rồi. Mã cổ phiếu hàng không Việt Nam Airlines HVN cũng hoàn toàn tương tự như vậy. HVN thì hôm nay sau một thời gian lừng khừng ở quanh cái vùng ở đây là vùng 26, 27
từ vùng 26 đến vùng 27 thì phiên ngày hôm nay cũng là một phiên rơi gãy của HVN và rơi về cái vùng hỗ trợ dài của cổ phiếu là vùng 24 đến vùng 25. Tuy nhiên với những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HVN như thế này nó là xấu, dòng tiền tiếp tục cắm đầu đi xuống và tín hiệu mark khá là xấu. Thì phiên ngày thứ hai nếu như trường hợp HVN lại có tiếp một cây nến đỏ và phá vỡ ở cái vùng hỗ trợ 24, như vậy là một xu hướng cực kỳ xấu của HVN, và như thế thì chúng ta lại phải tính toán đến một cái xu hướng nền của cổ phiếu đó trong một cái nhịp chỉnh giảm ở trước đây, đó là đâu đó khoảng vùng 18 đến khoảng vùng 19.5 đó. Thì như vậy là chúng ta phải tiên lượng trước được, một dự báo trước được một cái xu hướng của cổ phiếu nó sẽ rơi như vậy. Một mã cổ phiếu nữa là NCT, cảng khai thác cảng thì kết quả kinh doanh cũng bị sụt giảm, thì điều đó là điều đương nhiên bởi vì các cái chuyến bay quốc tế và chuyến bay nội địa thì nó cũng có những cái gọi là giảm sút trong cái thời gian vừa qua của nhóm ngành hàng không. Tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu này phiên kết tuần cũng bị bán tương đối là mạnh như này, thì khả năng cao xu hướng sang tuần thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm trả lại ở vùng ở đây, ở khoảng vùng 55.5 đến khoảng vùng 56, tương đối xấu. Mansan BVH. Đó. BVH thì cái vùng kháng cự của BVH ở đây đó là vùng 50. Vùng 50 thì gần như cổ phiếu đã 1 2 3 3 lần và không thể công nổi đến cái vùng 50. Và như vậy là trong tuần thì với xu hướng xấu chung của thị trường thì cổ phiếu lại quay về vùng nền, đó là vùng 42.5 đến vùng 44. Xu hướng hiện tại của BVH thì sau một cái phiên rơi gãy như này gặp vùng hỗ trợ, tuy nhiên là các cái hỗ trợ về dòng tiền hiện tại của cổ phiếu và chung của thị trường nó không có, vậy thì phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba chúng ta sẽ quan sát tiếp ở vùng 42.5 đến vùng 44. Gãy vùng này thì coi như là BVH sẽ rơi rất là sâu ở đằng sau đó, rơi rất là sâu ở trong đằng sau đó. Và cái câu chuyện là BVH như vậy là cái câu chuyện BVH là khi mà cổ phiếu rơi thì chúng ta có đề cập đến cái câu chuyện là ông tích lũy tại đây, tích lũy đi ngang để xây nền và để bẻ một cái pha xu thế ở đây. Thì với tín hiệu kết tuần như này thì hiện tại là BVH cái việc mà bẻ pha xu thế từ cái vùng 50 để đi lên là sẽ còn thời gian, đúng không ạ? Sẽ còn thời gian. Đó, tín hiệu như thế này thì nó không thể bẻ được nữa rồi. MSN. Mansan thì cũng tương tự như vậy, trong tuần vừa qua thì Mansan chính thức là bị mất vùng hỗ trợ 55. Và khi cái vùng hỗ trợ này bị mất thì thường là như vậy thôi, cổ phiếu nó sẽ rơi tiếp thôi và nó sẽ rơi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn để nó tích lũy trở lại, đó là chúng ta sẽ chờ đâu đó khoảng vùng 47.5. Đó, sẽ rơi lại về vùng 47.5 này và sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tại đây. MWG hôm nay cũng rơi tương đối là mạnh. MWG như vậy là sau một thời gian tích lũy ở cái biên đó là biên 80 đến kháng cự vùng 90 đó, thì chính thức là phiên ngày hôm nay là một phiên bị đẩy bán tương đối mạnh, gãy vùng hỗ trợ 90, và với xu hướng này thì MWG cũng sẽ hình thành một cái điểm down ở đây, và cái điểm down này thì dự kiến khả năng là có sẽ có xu hướng chạm lại khoảng vùng 74 đến khoảng vùng 70, chắc là sẽ đi về đây thôi. 74 đấy, 74. Như vậy là cổ phiếu tiếp tục giảm, và thường là khi cổ phiếu mất cái vùng hỗ trợ thì nó sẽ rơi rất là mạnh ở đằng sau đó. PNG. PNG thì trong phiên ngày hôm nay thì PNG chưa bị mất cái vùng hỗ trợ 56. Tuy nhiên một cái lực bán của PNG cũng tương đối là mạnh, và có thể là cái phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì PNG cũng có thể khó để giữ lại được ở cái mốc này. Và trong cái thời gian vừa qua thì Hùng Lê cũng có đánh giá rằng PNG với một cái lực cầu với thanh khoản rất là thấp thì PNG chỉ có những cái điểm đánh vòng vo ở đâu đó khoảng vùng 55 lên đến 55-56 lên khoảng vùng 60 thôi đó, và không vượt thoát được những cái vùng 60 và cái lực cầu không được cải thiện cùng với xu hướng của thị trường chung xấu, nên là PNG tiếp tục có những cái điểm
giảm giá. Và các anh chị lưu ý, nếu như PNG bị gãy vùng 55,56 ở đây thì PNG có xu hướng test lại về vùng đáy cũ, đó là khoảng vùng 45. Thì như vậy là xu hướng rất là xấu. Những cái tài khoản nào mà chúng ta đang nắm thì chúng ta cũng sẽ phải có những cái biện pháp để chúng ta có phương án để xử lý. Bình Minh BMP. Bình Minh trong cái kịch bản mà chúng ta phân tích đó là vùng 55 và vượt thoát được vùng 55 thì đi về vùng 60. Tuy nhiên vùng 55 hai lần công không thành và hôm nay thì Bình Minh chính thức phá hỗ trợ cái mốc hỗ trợ là mốc 52. Khi cổ phiếu bị phá cái mốc hỗ trợ thì thường là xu hướng ở đằng sau đó là cổ phiếu sẽ chỉnh giảm. Và chỉnh giảm về đâu thì chúng ta phải dò tìm những cái vùng giá mục tiêu. Nhưng mà Bình Minh ở đây thì cái điểm hỗ trợ thì chúng ta có thể tính toán ở khoảng cái vùng giá 45. Tức là như vậy là còn khả năng là sẽ mất khoảng tầm độ 5 điểm nữa, 4 đến 5 điểm nữa để về được vùng hỗ trợ. Gì trong buổi ngày hôm nay? Gì thì vùng kháng cự của G đó là vùng 33 và trong các cái phân tích kỹ thuật ở trước đây thì chúng ta dò tìm lại ở cái vùng chỉnh giảm kỹ thuật của G ở khoảng vùng 32. Thì vùng 32 này không gãy thì G lại có cơ hội đánh vượt thoát lại vùng 33, và vượt thoát lại vùng 33 thì G có thể có một cái nhịp đánh nó cao hơn ở về khoảng vùng 34 đến vùng 35. Tuy nhiên với cái tín hiệu dòng tiền như hiện tại của G nó được một phiên hai phiên mạnh và sau đó thì dòng tiền lại cạn trở lại. Đấy, phiên ngày hôm nay là cũng chạm về vùng 32 xong rồi rút chân lên vùng 32.5. Tuy nhiên cái đến rút chân này cũng không thực sự là tích cực. Và khả năng sang tuần tới thì G cũng sẽ có những cái điểm lình xình ở quanh vùng giá 32. Chúng ta phân tích một số các cái mã ngành của nhóm ngành công nghệ. Đầu tiên là FPT. Đó, FPT thì các anh chị cũng rất là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Vùng mà Hùng Lê có khuyến nghị để chúng ta bắt lại đó là vùng 46 và cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 49.50. Đấy là những cái vùng mà chúng ta phải bán thoát hàng ra, chúng ta không phải mua vào ở những cái thời điểm đó. Và đến phiên ngày hôm nay thì FPT xem nào. FPT thì suýt soát gãy cái vùng ở đây là vùng 46. Đấy là cái vùng hỗ trợ, đó, vùng hỗ trợ ở đây. Thì phiên đẩy bán ngày hôm nay tín hiệu chung ấy, về tín hiệu chung của các mã cổ phiếu thì Hùng Lê có thể tóm gọn lại nó là gì: xu hướng giảm và xu hướng xấu. Đó, tất cả các mã cổ phiếu gần như là cái phiên ngày hôm nay là nó phá hết trend. Thì đối với FPT, đúng không ạ, đối với FPT phiên ngày thứ hai chúng ta sẽ quan sát lại ở cái vùng đệm đây, ở cái vùng đệm của FPT ở đây. Vùng đệm ở đây là khoảng vùng 45 đến khoảng vùng 46. Ở cái vùng đệm này mà cổ phiếu không bị gãy và vẫn có thể giữ lại được cái vùng đệm này thì cái cơ hội mà FPT có thể hồi phục lại, tức là nó sẽ có những cái điểm hồi phục như này các anh chị, đó, có những cái điểm hồi phục như này là còn. Ngược lại, nếu như vùng này bị phá và có một cái cây nến đỏ dài xuất hiện như thế này thì như vậy là FPT lại như vậy là có xu hướng đi về vùng 40. Vùng 40 mà không tích lũy lại được thì sẽ có những cái vùng thấp hơn ở dưới này, như vậy là một cái xu hướng giảm nó tương đối là xấu. DGW trong kịch bản phân tích định lượng đây đó là gì? Những cái target mà ở vùng 45 thì nó đã hoàn thành rồi, và khi mà cổ phiếu về đến vùng 45 thì chúng ta tìm ra được một cái vùng hỗ trợ khoảng vùng 40. Ở vùng 40 này thì không gãy thì cổ phiếu sẽ có xu hướng đánh chạm về vùng 45, vượt thoát 45 sẽ có được ở khoảng vùng 50. Tuy nhiên là trong tuần thì chỉ lên được lại vùng 44 và sau đó thì phiên kết tuần như thế này cũng là một phiên tương đối xấu. Có nghĩa là gì? Dòng tiền quyết tâm bán ra chỉ vì đơn giản là cổ phiếu DGW đã có một cái nhịp tăng tương đối là mạnh ở đây rồi. Và với tín hiệu ngày hôm nay, tức là tín hiệu mà DGW bị gãy vùng 40. Đó, và tiếp theo phiên ngày thứ hai nếu như không có được một cây nến xanh ngồi lại trên vùng 40 và tiếp tục một cái xu hướng bị bán xuống như vậy thì cổ phiếu DGW vô hình dung trong ngắn hạn là xác nhận luôn đó là cái đỉnh ngắn hạn của DGW đã tạo được, đó là đỉnh 45, và như vậy là cái cơ hội mà lên cái cơ hội mà để chúng ta đánh vượt thoát lên vùng 50 là nó gần như nó không còn nữa. Cổ phiếu CMG, ba cổ phiếu về nhóm ngành công nghệ. Đấy, CMG các anh chị có thể xem đây. Trong cái phân tích
Đó, vùng kháng cự là vùng 32 và vùng hỗ trợ của cổ phiếu này đó là vùng 28.5 đến vùng 29.5 và biên ở đây là biên 29. Đó, thay vì các anh chị đua theo những cái phiên ở trên này thì chúng ta chờ những cái phiên hỗ trợ để chúng ta mua. Đó, chúng ta đua ở trên này là chết rồi, đúng không? Đua ở vùng 31, 32 là chết rồi. Đó, mà vùng hỗ trợ ở đây chúng ta đưa ra để chúng ta phân tích, để chúng ta định lượng. Đó. Thì phiên ngày hôm nay cũng là một phiên mà cổ phiếu CMG cũng bị bán tương đối là mạnh, khối lượng bán thì không mạnh nhưng mà giá giảm như thế này là mạnh. Và với một cái lực bán mạnh như thế này thì chúng ta sẽ phải chờ trong phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba ở vùng 27.3 đó, thậm chí là có thể đẩy xuống vùng 27. Vùng 27 này không gãy, đó, vùng 27 này không gãy thì cái cơ hội mà để cổ phiếu này hồi phục, đó, tích lũy ổn định hồi phục thì lại có cái vùng hỗ trợ ở đây và vùng kháng cự ở đây. Đó. Còn xu hướng hiện tại là xấu, khi mà có một cái cây nến đỏ xanh dài như này thì có thể phiên ngày thứ hai đây nó sẽ rơi lại về cái kịch bản này, tức là nhún xuống vùng 27 và có thể kéo lên ở trong phiên. Thì cổ phiếu CMG thì đây là một cái nhóm ngành công nghệ, thì trong tất cả các cái nhóm ngành thì chúng ta có thể đánh giá rằng nhóm ngành công nghệ là một nhóm ngành có thể miễn nhiễm với Covid-19, miễn nhiễm với Covid-19 và kết quả kinh doanh của FPT, của DGWF và của CMG thì hôm nay chưa cập nhật đều có những cái kết quả kinh doanh rất là khả quan và khả năng những doanh nghiệp này sẽ hoàn thành kế hoạch của năm 2020. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp Novaland. Đối với Novaland trong cái mục tiêu đó là khoảng vùng 64 hoàn thành và sẽ có những cái điểm test chỉnh cân chỉnh trở lại ở dự kiến khoảng vùng 60. Tuy nhiên là chỉ về đến đâu đây thì Novaland cũng là một cái mã cổ phiếu tương đối là khỏe đấy. Bởi vì là khi thị trường giảm rất là sâu nhưng mà cổ phiếu này vẫn giữ được nhịp như thế này là cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu rất là tốt, và như vậy là với ý đồ này thì khả năng là cổ phiếu sẽ có những cái điểm đánh test lại ở vùng điểm đánh công lại vùng 64 và vượt thoát vùng 64 hay không thì chúng ta phải cần chờ thêm cái tín hiệu kỹ thuật, bởi vì là bây giờ là xu hướng toàn thị trường xấu thì cũng dòng tiền người ta cũng ngại để người ta đánh đánh lại lắm. Đó. Cotecom, CTD chúng ta sẽ phân tích một số cái mã cơ bản thôi. Thì với Cotecom, khi mà Cotecom chạm vùng 85 thì chúng ta đã có những cái điểm dự phòng về việc là cổ phiếu sẽ chỉnh lại. Đó, đó sẽ chỉnh lại vùng hỗ trợ vùng 75. Vùng 75. Thì kết tuần ngày hôm nay là Cotecom đã bị gãy luôn cả vùng 75. Cả vùng 75. Thì với những cái xu thế hiện tại của Cotecom thì khả năng cao là trong tuần tới thì cổ phiếu này sẽ còn chỉnh giảm tiếp. Sẽ còn chỉnh giảm tiếp. Bởi vì một cái lực bán rất là mạnh như thế này, lực bán rất là mạnh cùng với tín hiệu MACD tiếp tục và tín hiệu dòng tiền tiếp tục cắm đầu đi xuống như vậy thì xu hướng là cổ phiếu sẽ về lại cái vùng hỗ trợ gần nhất của đây trong những cái nhịp mà chúng ta phân tích, đó là khoảng ở vùng 64.5 đến khoảng vùng 66.5, đâu đó ở vùng này đó, thì xu hướng là cổ phiếu sẽ rơi lại về đây, bởi vì vùng 75 như thế này là không giữ được rồi. Đó, vùng 75 mà không giữ được rồi thì sẽ chỉnh tiếp. Đó, sẽ chỉnh tiếp và về đến vùng này thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chờ các cái tín hiệu đảo chiều của thị trường ở đây thì chúng ta sẽ canh để chúng ta mua lại. Hòa Bình HBC, HBC phiên ngày hôm nay là xấu. Khi mà Hòa Bình có những cái lực hồi lên đây, đó là vượt thoát được vùng 10.5 đến vùng 10.7 thì dự kiến là Hòa Bình sẽ hồi lên lại được vùng 12. Đó, tuy nhiên là trong tuần thì cái điểm đây chính là cái điểm đầu tiên mà Hòa Bình đã gãy mất cái vùng 10.7 đây, đó là một cái tín hiệu rất là xấu. Và khi gãy vùng này thì Hòa Bình tiếp tục rơi và phiên kết tuần thì rơi gãy luôn cả vùng 10. Đó, gãy luôn cả vùng 10. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật như thế này thì cổ phiếu này sẽ rơi sâu ở đằng sau đó. Và chúng ta chờ xem ở mốc 9 có trụ được không. Đó, trước mắt là sẽ rơi về mốc 9 này gãy thì sẽ có những mốc sâu hơn, nhưng mà ở vùng 8.5 đến khoảng vùng 9 ở đây. Khoảng vùng 9. Ok, chúng ta sẽ chờ những cái điểm rơi rơi gãy của Hòa Bình ở đây để chúng ta kiểm tra lại. VCS trong phiên ngày hôm nay thì VCS cũng đã rơi băng luôn qua vùng hỗ trợ vùng 60. Lực cầu bán tương đối mạnh và với xu hướng hiện tại thì VCS sẽ tiếp tục rơi.
Đó, và sẽ rơi về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở dưới này, có thể là vùng 55, thậm chí là vùng 50. Nếu như thị trường không có những cái điểm phục hồi, đó những không có những điểm phục hồi của phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. Đất xanh DXG chắc hôm nay cũng sẽ bị rơi mạnh. Đất xanh đã bị rơi rất là mạnh, và cái vùng mà đạt được đỉnh của đất xanh đó là vùng 13, và sau đó thì đất xanh đã rơi. Và phiên ngày thứ ba chính là phiên mà đất xanh kết thúc một cái kỳ vọng là có thể hồi lại từ vùng giá 11, bởi vì khi đất xanh đã gãy vùng 11 rồi. Đó, cái vùng hỗ trợ ở đây thì như vậy là cổ phiếu nó sẽ rơi, và rơi về vùng tạm thời là sẽ rơi về lại cái biên hỗ trợ ở đây khoảng biên 9.3. Đó, biên 9.3 ở đây. Và nếu cổ phiếu tiếp tục bị gãy biên 9.3 thì như vậy là sẽ rơi về những vùng sâu hơn ở dưới này, thì chúng ta sẽ chờ thêm các cái tín hiệu kỹ thuật. Và về cơ bản thì xu hướng của đất xanh như vậy là một cái xu hướng giảm giá dài rồi. Nó dòng tiền cắm đầu đi xuống, tín hiệu MACD như thế này thì không có cổ phiếu nào có thể gọi là hồi phục đi lên được. Fecom thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Như vậy là Fecom đã không vượt thoát được vùng 11, không vượt thoát được vùng 11 và gần chạm vùng 11 thì đổ lại. Đó, và đổ lại thì như vậy thì là lại rơi về đây thôi. Xu hướng là lại chạm về cái vùng hỗ trợ. Đó, vùng hỗ trợ của Fecom ở đây khoảng vùng 9 đến vùng 9.3. Chúng ta xem KDH nào. Vào rổ VN30 như nào. Như vậy là KDH chúng ta phân tích hai khúc, và khúc 2 là chúng ta đâu đó chúng ta phân tích từ vùng 23 sau chia, và mục tiêu chạm vùng 26 thì KDH đã chạm mắc được đến vùng khoảng vùng 25. Trong các cái kịch bản phân tích đó là KDH sẽ có những cái điểm lấp lại gap, và với KDH như thế này, những cái điểm lấp gap như này là tương đối là ổn. Tương đối là ổn, và trong phiên ngày thứ hai tuần tới thì chúng ta quan sát của đây những anh chị nào mà đang nắm thì ở khoảng vùng 24. Vùng 24 này KDH có những điểm tích lũy lại ở đây và không gãy, thì như vậy là cái cơ hội mà để đánh từ vùng 24 về vùng 26 là vẫn còn. Còn ngược lại vùng 24 mà bị gãy, vùng 24 bị gãy thì như vậy là cái cơ hội coi như là cũng gần là hết. Và như vậy là chúng ta tạm thời xác nhận với nhau đó là KDH đã tạo được cái vùng vùng đỉnh ở khoảng vùng 25.5 trên cái mục tiêu ở khoảng vùng 26. DG xấu trong tuần vừa qua thì DG xấu. Trong kịch bản mà chúng ta đề cập đến cổ phiếu DG đó là DG phải test không được gãy khoảng vùng 13. 13.2, không phải vùng 13 đâu, 13. Không được gãy vùng 13.2 thì cái cơ hội mà DG đánh chạm vùng 14.5 là còn. Phiên ngày thứ ba DG đã phá hỗ trợ 13.2, và khi cổ phiếu phân tích kỹ thuật là như vậy, khi cổ phiếu phá hỗ trợ thì cổ phiếu sẽ rơi mạnh ở đằng sau đó. Phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu DG rơi chạm hỗ trợ ở khoảng vùng 12. Tuy nhiên với những cái tín hiệu kỹ thuật của dòng tiền hiện tại đó, thì vùng hỗ trợ 12 khả năng là sẽ khó giữ ở trong tuần tới, và nó sẽ rơi về khoảng vùng 11.5. Đó, vùng hội tụ của DG là khoảng vùng 11.5. Đạt Phương DPG nào, sau một quá trình tích lũy. Và như vậy thì Đạt Phương ngày hôm nay cũng đã bị phá cái biên hỗ trợ dưới ở khoảng biên 22. Một lực bán tương đối là mạnh, gần như là phiên ngày hôm nay thì các mã cổ phiếu đều bị bán mạnh hết, tất cả đều bị bán mạnh và đều bị gãy hỗ trợ. Đấy là cái điểm mấu chốt trong phiên ngày hôm nay. Với xu hướng hiện tại thì đất Đạt Phương sẽ trả lại cung cầu khoảng vùng 20, tức là sẽ giảm lại vùng 20 đây, sẽ test đáy lại đây. Vùng 20 trụ được thì chúng ta sẽ nói tiếp những cái câu chuyện tiếp theo, còn nếu mà gãy vùng 20 thì như vậy là cái xu hướng tạo nền ở quanh cái vùng 22 đến vùng 23 để bẻ ra xu thế của Đạt Phương thất bại nếu gãy vùng 20. VGC, chúng ta có mã VGC liên quan đến gách. VGC trong phiên ngày hôm nay như vậy là cũng xấu. Trong cái điểm mà chúng ta có đề cập đến VGC đó là có thể đánh tiếp được một nhịp nữa lên vùng 22, với điều kiện là vùng hỗ trợ ở các cái điểm test chỉnh của cổ phiếu này không được gãy khoảng vùng 19.7. Phiên kết tuần hôm nay thì gãy 19.7, nên là cái câu chuyện mà VGC
sẽ có những điểm đình chỉnh ở đây, mặc dù hôm nay là một cái tín hiệu tích cực hơn, đó là không gãy vùng 19, có những điểm test qua đánh qua nhưng mà sau đó thì kéo chân lên đối với mã cổ phiếu này. Và xu hướng chung thì như vậy là cũng là xấu rồi, dòng tiền và tín hiệu MACD đang cắm đầu đi xuống. Chúng ta phân tích một số các mã cổ phiếu về nhóm ngành dầu khí. Gas thì trong cái phân tích định lượng đó là vùng hỗ trợ ở vùng 70. Trong tuần thì cổ phiếu gas này cũng gần như là đậu được ở trên vùng 70 và gas chỉ bị mất điểm ở trong phiên kết tuần, trong một phiên đẩy bán rất là mạnh của thị trường chung bị mất điểm. Thì đối với gas là trong những cái phân tích gần đây thì chúng ta thấy rằng là gas đang đi ngang ở trong một cái biên hẹp từ vùng 70 đến vùng 75 và cũng chưa có nhiều cái tín hiệu tích cực, và với tín hiệu kết tuần như vậy thì gas sẽ có xu hướng đánh chạm lại đây vùng hỗ trợ ngắn ở đây thôi, chúng ta tìm vùng hỗ trợ khoảng vùng 64.5, xu hướng là sẽ đi về vùng 64.5 để kiểm tra cái cung cầu tại đây, và chúng ta sẽ xem các cái phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba xem là gas sẽ phản ứng như nào. Và xu thế ngắn thì như vậy là nó cũng giống chung với tất cả các mã ngành, đó là chủ đạo là giảm điểm bởi vì tín hiệu đường dòng tiền như này nó rất là xấu. Mã cổ phiếu PLX trong một cái sự vận động, trong một cái biên hẹp đó là vùng hỗ trợ vùng 43, vùng 44 và kháng cự ở khoảng vùng 48, thì trong tuần trước thì PLX đã đạt được vùng 48 và có hay không cái câu chuyện vượt thoát vùng 48 thì đến thời điểm hiện tại là chưa có câu chuyện này, và đến vùng 48 thì như vậy là PLX đang quay trở lại nền đó, nền ở đây. Và trong phiên ngày hôm nay thì PLX đã chạm nền trên, chạm 44 và sau đó thì có rút chân lên ở khoảng vùng 45.4. Với cái xu hướng hiện tại thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm test lại, những cái điểm test lại vùng hỗ trợ thôi, và chúng ta cần phải chờ những cái lực cầu, những cái tín hiệu cung cầu của chung của toàn thị trường. Còn bây giờ là chúng ta chỉ có dự báo được là cổ phiếu sẽ nằm lại ở vùng nào, có tích lũy ở vùng nào trong cái phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, và kết phiên hai phiên đầu tuần thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá tiếp theo. PVS, vùng hỗ trợ của PVS là vùng 12, và trong những cái thời điểm mà gần đây thì PVS đi từ vùng 12 lên vùng 15 và nó liên tục đi như vậy và cũng chưa có đây một cái giai đoạn mà PVS bị cạn về dòng tiền, tức là dòng tiền nó không có vào cổ phiếu. Với tín hiệu kỹ thuật cuối tuần đó, anh chị nhìn thấy đây, PVS đã bị gãy cái vùng 12, và thường là khi mà cổ phiếu bị gãy những cái xu thế này thì thường là cổ phiếu sẽ liền sau đó là cổ phiếu sẽ tiếp tục có những cái chiều hướng giảm điểm đó. PVD ở PVD phiên ngày hôm nay cũng bị gãy vùng 10, đó là vùng hỗ trợ ngắn hạn, và với việc gãy vùng 10 với lực bán mạnh như thế này, tín hiệu dòng tiền cắm đầu đi xuống, như vậy là sẽ có những cái điểm đâu đó về lại vùng 8 đến vùng 8.5. Khi vùng hỗ trợ trên cao bị phá vỡ thì nó sẽ có xu hướng test trả lại cung ở những cái vùng hỗ trợ thấp hơn đối với PVD. Chúng ta sẽ phân tích tiếp ba cái mã cổ phiếu trong nhóm P, đó là BSR. BSR thì phiên kết tuần ngày hôm nay cũng bị phá luôn cái vùng 6.58 với lực bán tương đối là mạnh, và với cái xu hướng hiện tại như vậy thì thường sau đó thì cổ phiếu sẽ tiếp tục đạt rơi. Và dự kiến thì cái điểm rơi có thể sẽ rơi lại về vùng ở đây, đó là vùng khoảng vùng 5.5 đối với BSR. POVK đối với POVK thì phiên kết tuần cũng bị rơi ra khỏi biên 9.5, một lực bán tương đối là mạnh, có một cây nến rút chân, nhưng với cái điểm rút chân như này thì nó cũng không thực sự là thuyết phục, và nó lại có xu hướng là lại trả lại về cái vùng ở đây, đó là vùng 8.45 đến khoảng vùng 9, và biên trung bình của nó ở khoảng vùng 8.7 ở đây đối với cổ phiếu POVK. Đối với OI thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. OI hôm nay đã bị một cái phiên bán tương đối là mạnh, và với một cái lực bán mạnh như thế này
Thì sang tuần mới thì OI sẽ khả năng cái xu hướng giảm điểm tiếp theo của OI sẽ đi về khoảng vùng 6.6, sẽ đi về vùng 6.6 và cái biên nó sâu hơn thì có thể là sẽ ở vùng 6 đây. Ok, chúng ta sẽ tiếp đạm Phú Mỹ. Đối với đạm Phú Mỹ trong kịch bản phân tích vùng kháng cự 15.5 và hỗ trợ vùng 13.5. Phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu đạm Phú Mỹ tiếp tục chỉnh giảm, và với những cái tín hiệu dòng tiền hiện tại và tín hiệu kỹ thuật hiện tại như vậy là cổ phiếu sẽ có những cái xu hướng đánh chạm về vùng nền hỗ trợ, và chúng ta sẽ xem vùng này có bị có tích lũy được không. Nếu như cổ phiếu bị gãy nền hỗ trợ này thì sẽ đi rơi rất mạnh ở đằng sau đó và sẽ rơi về những cái vùng thấp hơn. Còn tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì tiên về xu hướng giảm điểm và khả năng cao là sẽ đi về vùng 13.5. Đạm Cà Mau thì cũng tương tự như vậy. Vùng hỗ trợ của đạm Cà Mau vùng 8.5 thì phiên ngày hôm nay cũng đã bị đẩy bán, tín hiệu mát xấu, tín hiệu đường MACD cũng như xu hướng dòng tiền đang suy yếu, và như vậy là cái cơ hội mà để cổ phiếu này đánh chạm về vùng 9.5 trong ngắn hạn là không còn, và chúng ta sẽ phải xem ở đây đó là vùng khả năng xu hướng sẽ rơi về vùng 8. Rơi về vùng 8. Cổ phiếu PVB, có một cái mã cổ phiếu PVB. Trong cái lực đánh của PVB nó tương đối là tốt, tuy nhiên là thị trường xấu thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây là gần như là cổ phiếu này cũng bị gãy lại về cái nền hỗ trợ trong cái mục tiêu của chúng ta là đánh tạm chạm vùng 18 đến vùng 19. Với xu hướng hiện tại của PVB thì như vậy là đây rồi, chắc chắn là sẽ rơi lại về vùng 14 rồi. Tích lũy lại vùng 14, vùng 14 này mà tích lũy lại được thì cái cơ hội để hồi phục chung với thị trường là chúng ta sẽ tính toán cái tọa độ của các mã cổ phiếu chung với tọa độ hồi của thị trường. Ok, chúng ta sẽ đến nhóm ngành banh Vietcombank. Vietcombank trong các phân tích gần đó là chúng ta phân tích ở khoảng vùng 80 đến vùng 85. Và trong tuần vừa qua thì Vietcombank đã có những điểm suy yếu rất rất may, đấy là phiên kết tuần thì Vietcombank đã có những điểm đánh gãy vùng 80 và rút lên ở khoảng vùng 81. Tuy nhiên với cái xu hướng dòng tiền như hiện tại thì chúng ta sẽ có thể quan sát tiếp Vietcombank ở trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Xu hướng cao thì cái vùng 80 này khả năng sẽ là khó khó để trụ lại, khó để trụ lại. Mà Vietcombank sẽ có một cái điểm điểm hỗ trợ nó thấp hơn ở dưới này đâu đó khoảng vùng 75, khoảng vùng 75 đến vùng 76. Điểm hỗ trợ thấp hơn và có thể là cổ phiếu này sẽ chỉnh giảm về về vùng này. Về vùng này rồi sau đó mới có thể có những cái điểm tích lũy. Bởi vì là với một cái xu hướng ngày hôm nay đó là thị trường đã bị mất tương đối mạnh và một cái phiên sát thương tương đối lớn, thì câu chuyện là phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba đấy là hai phiên cực kỳ khó khăn của thị trường ở trong đầu tuần sẽ có những cái điểm kéo xả, và chúng ta chờ đợi những cái cây nến hoặc là những cái tín hiệu kỹ thuật là dòng tiền nó phải hút hút mạnh. Đây này các anh chị nhìn thấy, đây là những cái điểm sau những cái điểm xả rất mạnh thì có những cái điểm mà dòng tiền nó hút rất mạnh như này thì cổ phiếu nó mới lên được, chứ còn với những cái cách mà đây những cái tín hiệu dòng tiền mà cứ đi ngang ngang như này thì cái cơ hội phục hồi của cổ phiếu gần như là không có. BID đó là vùng hỗ trợ 40 thì phiên ngày hôm nay đã bị phá và nó rơi sâu về lại về vùng 38, tức là vùng hỗ trợ trong cái điểm mà phân tích chúng ta phân tích từ vùng 38 về target 45 ở đây. Và dòng tiền thì như vậy là xấu rồi các anh chị, bị đẩy bán tương đối là mạnh. Và với tín hiệu này thì như vậy là BID cũng sẽ ở phiên ngày thứ hai khả năng là sẽ rơi rơi mất vùng 38, và khi cổ phiếu rơi mất vùng 38 với một cái cây nến đỏ dài tiếp tục bị bán mạnh xuống như này thì như vậy là BID sẽ có xu hướng rơi về lại những cái vùng tích lũy thấp hơn, đó là khoảng vùng 30 đến vùng 32, tương đối là xấu. Cổ phiếu nữa là công thương CTG. CTG trong nhịp ở đây đó là vùng hỗ trợ 21.5 đến vùng 22 với mục tiêu công lại vùng 25 đến vùng 26, và như vậy là điểm đạt cao nhất của công thương chỉ đạt được ở khoảng vùng 24.
thì công thương đã có, đây là những cây nến suy yếu của công thương, và công thương lại rơi về lại trong phiên ngày hôm nay là rơi về lại vùng hỗ trợ vùng 21.5 đến vùng 22. Thì trong phiên ngày thứ hai và thứ ba tuần tới thì chúng ta sẽ chờ xem ở cái vùng này cổ phiếu công thương có tích lũy lại được không. Nếu như công thương không tích lũy lại được mà có một cây nến đỏ dài thoát cái biên dưới như vậy là một cái xu hướng rất là xấu, và với cái tín hiệu này xảy ra thì công thương sẽ lại rơi lại về những vùng thấp hơn, có thể là vùng 18 hoặc là thậm chí có thể vùng 16, thì chúng ta sẽ phải chờ thêm cái tín hiệu để chúng ta định lượng tại đây. Cổ phiếu ACB. ACB trong tuần vừa rồi có một phiên đánh khá là tốt và kỳ vọng là đánh đủ T cộng 3. Các tài khoản mà ông Lê có nói đến có thể mua ACB đó là kỳ vọng đánh T cộng 3. Tuy nhiên là đến T cộng 3 thì bị lỗ nhẹ, và đến kết tuần thì như vậy là ACB bị đẩy bán mạnh, phá luôn cái vùng ở đây đó là vùng 24. Với tín hiệu kỹ thuật như thế này thì ACB sẽ tiếp tục có những cái điểm test lại ở quanh vùng 22. Vùng hỗ trợ 22. Chúng ta sẽ quan sát lại ACB ở vùng 22 và ở cái vùng này, nếu như ACB tiếp tục mà có những cái nền tảng tích lũy ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục sẽ có những phân tích định lượng tiếp theo của cổ phiếu ACB. Techcombank và HDBank. Techcombank. Đối với TCB, trong rất là nhiều các bản tin thì cũng đây chỉ đánh giá rằng cái vùng 22, cùng lắm thì lên được vùng 22 thôi, và cái vùng hỗ trợ ngắn của Tech ở đây đó là vùng 20 ở 19 19.5 đến vùng 20. Và trong cái bản tin tuần trước thì các anh chị có thể xem lại, đó là đây có đề cập đến cái câu chuyện là cái vùng biên này nếu như có một cây nến mà đỏ dài mà nó bị phá vùng 19.5 thì như vậy là Tech sẽ có những cái điểm chỉnh giảm lại, và với tín hiệu kết tuần thì như vậy là Techcombank cũng đang đi về một cái xu hướng giảm giá, và cái vùng mà chúng ta đưa về đây đó là lại đi về cái vùng hỗ trợ, khả năng là đi về vùng hỗ trợ 15 đến vùng 17, 16 đến vùng 17. HDBank. Đối với HDBank, vùng kháng cự đây các anh chị nhớ không ạ, vùng 27.5 đến vùng 28 thì chúng ta đã khuyến nghị chúng ta bán đi rồi, bởi vì trong cái thời điểm hiện tại gần như HDBank có những cái lực đánh rất là kém, những cái điểm mà tăng điểm như này nó không mang một cái tính chất một cái trend xu thế, mà nó chỉ mang những cái điểm đánh tạm gọi là T cộng, và với tín hiệu hiện tại kết tuần thì HDBank đã có xu hướng test lại chạm lại vùng đáy hỗ trợ vùng 24, và vùng 24 này thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện để chúng ta quan sát tiếp tại đây đối với cổ phiếu HDBank. VPBank. VPBank trong một nhịp phân tích chúng ta kỳ vọng VPBank lên vùng 24, tuy nhiên là đến đây là lên được đến bao nhiêu? Lên được đến gần vùng 23.3, tức là cách cái kỳ vọng khoảng tầm 0.7 nữa thì HDBank đã không VPBank đã không thể lên được đến vùng này. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của dòng tiền bị đẩy bán khá là mạnh ở cuối tuần thì như vậy là chúng ta sẽ chờ đợi ở vùng 19.5 đến vùng 20. Ở vùng này thì xem là có tích lũy lại được không. Nếu gãy tiếp vùng này thì như vậy là cổ phiếu có thể sẽ có những xu hướng đi về những vùng ở sâu hơn ở giai này, ở khoảng vùng 16, thì chúng ta sẽ quan sát các tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thêm định lượng. Ba mã cổ phiếu trong nhóm banh nữa chúng ta sẽ nói đến, đó là STB. Ở STB thì vùng kháng cự của STB đó là vùng 12 đến vùng 12.5, đó là vùng mà chúng ta sẽ canh để chúng ta ra hàng chứ không phải là chúng ta mua. Bản thân thì trong 2 tuần đúng không ạ, STB đang ở khoảng vùng 11.5 ở đây 11.6 thì đã gặp những cái sự suy yếu nhất định, và với cái phiên kết gọi là phiên hết hết phiên giao dịch ngày thứ tư đúng không ạ, thì hôm nay đã thứ ba, xin lỗi cả nhà, thứ hai, thứ ba, thứ tư chúng ta đã có những cái cảnh báo rằng thị trường chung nó rất là xấu, và chính vì vậy STB nó sẽ rơi theo thị trường. Điểm rơi này thì đang về lại vùng hỗ trợ của cổ phiếu đó là vùng 10.5 đến vùng 11, và biên trung bình đó là khoảng vùng 10.7.
Chúng ta sẽ quan sát tiếp phiên ngày thứ hai tuần tới để chúng ta xem thử là những cái phản ứng của cổ phiếu có bị có nằm được ở trong cái biên này không, hay là gãy gãy biên dưới. Nếu mà gãy biên dưới thì như vậy là STB sẽ rơi mạnh ở sau đó, và những cái tài khoản nào chúng ta đang cầm nắm thì chúng ta sẽ lưu ý đến những cái điểm rơi, và cái điểm rơi có thể sẽ rơi về lại đúng đây. Đó, thường là như vậy thôi các anh chị. Khi mà cái vùng tích lũy trên mà nó bị gãy thì nó sẽ rơi về cái vùng tích lũy gần nhất, và vùng tích lũy gần nhất của STB đó là khoảng vùng 8.5 đến vùng 9. STB rồi, LBP. Cổ phiếu này vùng kháng cự 9.5 và vùng hỗ trợ 8.5. Ngày hôm nay thì có gãy qua 8.5 nhưng mà cơ bản là cũng chưa gãy sạch. Và với tín hiệu của cổ phiếu thì xu hướng sẽ test lại vùng 8. Cổ phiếu này sẽ đạp lại 8 tại vùng 8 mà tích lũy thành công, đúng không ạ? Không bị gãy thì như vậy là xuất hiện một cái lực hồi ở đây và chúng ta lại đánh ngắn thôi. Liên Phong Bank hiện tại, Liên Việt Post Bank hiện tại thì chúng ta cũng chưa có nhiều các cái dữ liệu để chúng ta đánh dài. Cổ phiếu VIB là vừa chia cổ tức xong. Mục tiêu 20, mục tiêu cổ phiếu 20 thì đã hoàn thành trong cái kịch bản mà Lê phân tích, đó là từ đánh từ vùng 18 đúng không? 18 hoàn thành hay 19 hoàn thành như thế này, đánh lên vùng 20. Chạm vùng 20 thì cổ phiếu này sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật lại về vùng 19. Vùng 19 không bị gãy. Vùng 19 không bị gãy thì tích lũy lại đây, lực cầu ổn định trở lại thì có xu hướng đánh lại về vùng 20. Vượt thoát vùng 20 thì chúng ta đang kỳ vọng một cái target của cổ phiếu này ở khoảng vùng 22. Và như vậy thì những cái điểm test chỉnh của VIB đã xuất hiện ở đây, những cái điểm test chỉnh đã xuất hiện ở đây, đúng không ạ? Và trong phiên kết tuần thì VIB đã chạm về vùng 19 và sau đó rút chân lên, nhưng với tín hiệu kỹ thuật hiện tại dòng tiền bị gãy gập xuống như này thì xu hướng của VIB sẽ khả năng là vùng 19 là sẽ khó trụ các anh chị nhé, vùng 19 khó trụ và sẽ đi về vùng 18. Đi về vùng 18, nó vùng 19 này khả năng là sẽ khó trụ ở trong tuần tới và sẽ đi về vùng 18, và sau đó thì ở vùng này sẽ có những cái điểm tích lũy tại đây. Đó, tích lũy tại đây, không gãy 18 thì lại có một cái nhịp đánh tiếp vùng 20. Và như vậy là chúng ta phải thay đổi cái kịch bản là đánh đầu tiên phải đánh về vùng 20 đã, và kịch bản về vùng 22. Như vậy tạm thời chúng ta tạm thời phải dừng lại. Đúng không? Đó. Tạm thời phải dừng lại. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán. Thì chúng ta thấy rằng là mặc dù thị trường chứng khoán khó khăn, thị trường chứng khoán đỏ điểm, nhưng các anh chị nhìn thấy đây không ạ? Đây là 505 triệu cổ phiếu được khớp lệnh và giá trị khoảng 7.500 tỷ trên sàn HO, cùng với đó là 68 triệu ở trên sàn HDX, tương đương với khoảng tầm 634 tỷ. Như vậy là chúng ta nhìn ở trên biểu đồ của VN Index, đó, VN Index chúng ta nhìn thấy là cái khối lượng khớp lệnh trung bình là gần như đã đạt khoảng tầm trên 150 triệu cổ phiếu đến 200 cổ phiếu, 120 triệu, 100 triệu cổ phiếu ở trong những cái thời điểm đấy, bắt đầu năm 2020. Đó. Và với một cái khối lượng khớp lệnh nó nhiều thì như thế này thì chắc chắn là doanh thu và lợi nhuận của các công ty chứng khoán sẽ hoàn thành kế hoạch của năm nay. Và rất nhiều các công ty chứng khoán đã ra báo cáo quý 2 đều tăng 1,5 đến 2 lần so với cùng kỳ. Đó, thậm chí là với cổ phiếu SHS là hình như đã hoàn thành cái kế hoạch của năm 2020. Đó, chỉ có 2 quý đã hoàn thành kế hoạch của năm 2020. Thì đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta nói ra để chúng ta bây giờ chúng ta phải lựa chọn được các cái nhóm ngành mà nó có thể miễn nhiễm được cái câu chuyện của Covid, và sau đó thì chúng ta sẽ đưa vào cái danh mục cổ phiếu tiềm năng. Và khi thị trường chung phục hồi thì chúng ta quay lại, chúng ta mua những cái danh mục đó, mua những cái mã cổ phiếu đó. Thì đối với HCM, chúng ta sẽ nói đến HCM đầu tiên. Trong một cái biên đánh ngắn của HCM, đó là biên ở đây là biên bao nhiêu, 18 đến biên ở đây là biên 20. Kết tuần thì HCM đã bị gãy vùng hỗ trợ với một lực bán mạnh. Đây chính là cây nến mà bị gãy vùng hỗ trợ. Và với việc là khi cổ phiếu bị gãy vùng hỗ trợ thì thường là như thế nào? Thường là cổ phiếu sẽ đi về cái vùng hỗ trợ thấp hơn ở dưới đó. Và đối với HCM đó là vùng hỗ trợ thấp hơn ở khoảng vùng 16. Xu hướng cao là sẽ đi chạm lại vùng 16.
Với lực bán như thế này và cổ phiếu bị mất hỗ trợ như này thì xu hướng cao là cổ phiếu sẽ đi về vùng 16, và gần như là dòng tiền thì đang cắm đầu đi xuống, tín hiệu MACD cũng đang rất là xấu. Đó thì như vậy là lực đánh đây, các anh chị có thể nhìn thấy đây, khi mà cổ phiếu bị gãy các cái mốc hỗ trợ này, bên này cũng như vậy đó, khi mà bị mất đây, bị mất mốc hỗ trợ đây, chính là cũng 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 có phân tích một cái nhịp ở đây đó, gãy hỗ trợ đây thì có một cái lực hồi ngắn lại, và cái lực hồi này không đánh qua được vùng 16 thì cổ phiếu bị rơi mạnh ở đằng sau đó. Và chúng ta lại phải chờ thôi, bây giờ không còn cách nào khác cả. SSI sau khi chia cổ tức xong, các anh chị lưu ý là SSI chia cổ tức, chính vì vậy nên là những cái vùng vùng mà hỗ trợ trước đây chúng ta phân tích thì chúng ta phải giảm đi, đúng không ạ? Chúng ta phải giảm đi đó. Thì hiện tại là đây cái vùng chia cổ tức, và nói chung là cũng tương đối là thành công, đúng không ạ? Từ vùng đâu đó vùng 14 và lên đến vùng 16, sau đó cổ phiếu mới chỉnh giảm. Thì với phiên ngày hôm nay là SSI bị bán cũng mạnh, nhưng mà SSI thì lại chưa bị phá cái hỗ trợ ở đây, đó là vùng 14, nó chưa bị phá giống như HCM. Xu hướng ngắn hạn là tín hiệu MACD cũng xấu, dòng tiền thì cắm đầu đi xuống, và lực bán của hôm nay thì tương đối là mạnh. Chính vậy nên là trong cái phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì chúng ta xem những cái phản ứng của cổ phiếu này ở quanh vùng 14, và trường hợp đó, và trường hợp nếu như mà cổ phiếu bị phá vùng 14 thì đấy cũng là một cái tín hiệu rất là xấu của cổ phiếu, rất là xấu trong ngắn hạn. Phá vùng 14 thì nó sẽ có cái điểm hỗ trợ gần hơn ở đây, đó là điểm 13 13, và chúng ta quan sát thôi. SHS hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 6 tháng đầu năm. SHS cũng chia cổ tức, ông này chia nên là bây giờ những cái vẽ này là nó bị sai hết rồi. Đó, những cái vẽ này nó bị sai hết rồi. Ngày xưa cái vẽ này là mục tiêu ở vùng 14, thì bây giờ đâu đó nó phải điệu xuống đây này, đó, nó phải lôi xuống đây này, tức là khoảng vùng 12.5, đâu đó sau chia sẽ là khoảng vùng 12.5, và ở đây là SHS vùng hỗ trợ, đúng rồi, vùng hỗ trợ ở đây thì vẫn đang còn, đó là khoảng vùng 10.5 gì đó, 10.5 10.5 10.5 sau chia đó. Thì trong phiên ngày hôm nay là cổ phiếu này cũng suýt soát đi qua vùng 10.5, và với một cái lực bán mạnh 3 phiên gần đây, đó là phiên kết phiên ngày thứ tư là SHS đã có một cái tín hiệu giảm giảm mạnh rồi đó. Vậy thì mất mốc 10.5 thì SHS sẽ rơi về cái vùng hỗ trợ gần ở dưới này, tức là đâu đó ở đây, đâu đó ở khoảng vùng 9, vùng 9 đây, đâu đó ở khoảng vùng 9, và như vậy SHS sẽ tiếp tục sẽ bị bán mạnh khá là mạnh đằng sau này. CTS đó, CTS hôm nay cũng bị phá mất mốc 7 là mốc hỗ trợ ngắn của cổ phiếu này, phá luôn mốc 7 thì như vậy là sẽ bị đạp về 6, và cái cơ hội phục hồi ở đây, đây các anh chị, phục hồi từ vùng 7 về kháng cự của nó là vùng 7.7, nó không còn cơ hội đánh, xu hướng là sẽ đánh về 6. CTS, MBS, MBS trong phiên ngày hôm nay cũng bị mất vùng hỗ trợ ở đây, cũng bị mất vùng hỗ trợ ở đây. Tuy nhiên MBS thì thanh khoản nó thấp thôi, MBS thì thanh khoản nó thấp, và với cái lực như thế này thì như vậy là cũng khả năng là cũng sẽ phải chạm về vùng 8.3, 8.3 của MBS. Ok, chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành cổ phiếu ngành thép Hòa Phát, HPG. Hòa Phát ở trong cái nhịp mà chúng ta kỳ vọng ở đây, đó là Hòa Phát chia sao lại 25 nhỉ, vùng 25 26, vùng 25 26 đánh lên vùng 28, đánh lên vùng 28, và từ vùng 28 này cổ phiếu giữ được ở trên vùng 28 thì cái xu hướng có thể đánh chạm về vùng 30 và mạnh hơn có thể vùng 32. Đấy là các cái kịch bản mà chúng ta đề ra ở trong cái những cái tuần trước đây. Và trong tuần thì Hòa Phát cũng tương đối là ổn định ở trên vùng 28, nhưng kết tuần thì mất mốc 28, và thậm chí ở đây là chính xác là mất mốc 27.5. Và với một cái động thái mất mốc 27.5 như này thì cổ phiếu lại có xu hướng là như thế nào, đi về cái vùng hỗ trợ thấp hơn ở đây, và vùng hỗ trợ thấp hơn ở đây đó là vùng 23.5 đến khoảng vùng 24,
xu hướng cao là cổ phiếu sẽ đi về lại như vậy. HSG xổ số hoa sen, như vậy là HSG đã bị mất vùng hỗ trợ 11.5. Trong phiên ngày thứ hai là cổ phiếu này đã mất rồi các anh chị, đã mất rồi, và chính vì vậy nên là cái xu hướng mà để cổ phiếu đánh vượt thoát lại là gần như là không còn. Đó, cổ phiếu phải muốn vượt được lên target cao hơn, đó là phải vượt được vùng 12, và trong tuần thì vùng 11.5 đã bị đứt. Và với việc mà cổ phiếu bị đứt gãy ở vùng 11.5 thì chúng ta sẽ chờ cái điểm dừng chân tiếp theo, đó là đâu đó ở khoảng vùng, ta vẽ cái này cho nó dễ. Ta vẽ thế này cho nó dễ. Đâu đó ở khoảng vùng 9 đến khoảng vùng 9.5 anh chị. 9 đến vùng 9.5 ở đây. Biên dưới là 9. 9 đến vùng 9.5 ở đây. Đó. Chúng ta phân tích tiếp một số các cái mã cổ phiếu nó khá là quen thuộc để chúng ta xem thử là cái xu hướng nó như thế nào. PTB như vậy là cũng bị rơi rồi, rơi khỏi vùng 50. Rơi khỏi vùng 50 rồi, như vậy là cổ phiếu sẽ có xu hướng tạo về lại vùng hỗ trợ đây, vùng 44 đến vùng 45, 44. Vùng 44 đến vùng 45 đối với mã cổ phiếu PTB. Ba con A cũng bị thủng luôn các chị. Ba con A trong tuần trước chúng ta có nói đến khoảng vùng 12. Vùng 12 đến vùng 12.5. Và ba con A ngày hôm nay thì cũng bị đạp gãy luôn và đang rơi về khoảng vùng 11.7 đến vùng 12. Với xu hướng hiện tại những cái điểm đạp gãy mạnh như thế này thì cổ phiếu này sẽ khó để tích lũy lại được ở cái vùng đó, và ở cái vùng 11, vùng 11 thì mới là cái vùng mà cổ phiếu này có thể tích lũy lại đây. Thiên Long TLG hôm nay chia cổ tức, và như vậy là 40. Đó, cái vùng mục tiêu có thể đánh vượt thoát từ vùng 38 lên vùng 40, nhưng mà phiên ngày hôm nay như vậy là cũng là kết thúc. Và xu hướng sẽ đánh chạm lại về lại vùng 32 đến vùng 34, vùng 32 đến vùng 34. Cổ phiếu PAC và BFC. Đối với PAC, trong tuần vừa qua và trong các tuần trước đây thì ta quan sát được khoảng vùng 23.5, vùng hỗ trợ của cổ phiếu 20 đến vùng 21, và trong cái giai đoạn hiện tại là cũng đang có cảm giác là cổ phiếu này nó đang đánh để tích lũy nền, đánh để tích lũy nền, và sau một cái nó cũng giống như mã cổ phiếu Thiên Long á, sau một cái thời gian đánh tích lũy ở đây thì chúng ta cần chờ những cái tín hiệu kỹ thuật, còn hiện tại là cũng chưa có nhiều yếu tố đột biến. BFC như vậy là BFC cũng không vượt qua được cửa ải 13, tăng lên được đến vùng 12.5, và như vậy là cổ phiếu lại có xu hướng đạp lại về nền ở khoảng nền 11. Cổ phiếu TDM. TDM là một mã cổ phiếu tương đối là tốt của ngành nước, mục tiêu lên vùng 26, gần đâu đó chạm được vùng 26 và kết tuần thì nó cũng bị giảm chung với xu hướng của toàn thị trường và chạm lại vùng ở đây là vùng hỗ trợ vùng 23.5 đến vùng 24. Thì xu hướng hiện tại là thị trường chung chốt thôi, thì như vậy là cái vùng này thì sẽ khó để mà giữ lại được, và khả năng xu hướng cao sang tuần tới sẽ rơi về khoảng ở vùng 22.5 đối với mã cổ phiếu TDM. Đối với VEA, vùng kháng cự ở đây là vùng 46, và hiện tại thì vùng 46 này của VEA cũng chưa thể vượt thoát được, và trong tuần trước thì VEA có một cái nhịp tăng tương đối là ổn định. Vùng hỗ trợ của VEA khoảng vùng 41.5, và trong phiên ngày hôm nay thì gần suýt soát chạm đến vùng 41.5. Thì chúng ta sẽ quan sát ở phiên thứ hai tuần tới để chúng ta xem là cái cổ phiếu này có giữ được ở cái vùng này không. Nếu vùng này vẫn giữ được thì như vậy là VEA sẽ có những cái điểm đánh tạm thời là đánh ở trong những cái biên hẹp, và chúng ta chờ khi mà cổ phiếu vượt thoát được kênh trên,
Đó, hoặc là cổ phiếu có những cái điểm phá ở kênh dưới thì chúng ta sẽ có thêm những cái định lượng. Còn hiện tại là trong cái biên ở 41.5 đến khoảng vùng 46 của cổ phiếu VE. VSC. VSC mục tiêu chạm vùng 30 thì trong tuần vừa qua thì VSC cũng đã chạm ở vùng này. Một số các anh chị thì cũng đã chốt rồi. Đó. Thì sau khi chốt xong thì VSC nó sẽ có xu hướng chỉnh chạm lại ở đây là vùng hỗ trợ của VSC ở đây các anh chị. Đây là khoảng vùng 28. Ở vùng 28 này VSC không gãy thì cái cơ hội để VSC đánh lại về vùng 30 là còn. Ngược lại nếu như vùng 28 này bị gãy thì coi như là cái đỉnh ngắn hạn của cổ phiếu này sẽ tạo được ở vùng 30. Đối với VSC sau một quá trình chỉnh giảm dài, thì VSC đang có xu hướng hình thành một cái uptrend ở bên này. Chính vì xu hướng uptrend nên là chúng ta sẽ quan sát những cái động thái tiếp theo, và khả năng cao nếu thị trường có xấu thì nó cũng chỉ chỉnh về khoảng đến vùng 26 thôi. Đó thì các cái tài khoản mà chốt rồi thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 27, ở vùng 28 và sau đó chúng ta sẽ quan sát ở vùng 26 và sẽ bám sát cái vận động của cổ phiếu này. Một cái mã cổ phiếu là HAH cũng là trong cái nhóm ngành vận vận tải cảng biển. Thì cổ phiếu này cũng đã có một cái nhịp giảm dài và đến bây giờ thì cổ phiếu này đã có một cái nhịp tăng sóng 1, đã có nhịp chỉnh 2 và hiện tại thì đang hình thành đó, đang hình thành một cái điểm ở đây. Thì cổ phiếu HAH cũng là một cái mã cổ phiếu mà ông Lê đang quan sát những cái động thái tiếp theo, và đây là đang là những cái điểm lấp lại những cái gap và cái vùng hỗ trợ của HAH. Đó là vùng khoảng 10.5. 10.5 là vùng hợp lý và chúng ta tiếp tục quan sát ở đây. Nếu như vùng 10.5 mà cổ phiếu tiếp tục giữ lại được ở cái nhịp này thì chúng ta hoàn toàn có thể quan sát và dòng tiền quay trở lại, thị trường ổn định trở lại thì chúng ta có thể mua mã cổ phiếu này. HAX lấy HAX là 10 tổ 14, chạm 14 hoàn thành rồi. Có những điểm test chỉnh không gãy vùng 13 thì cái cơ hội để đánh lại vùng 14 và sau vượt thoát vùng 14 để đi về vùng 16. Tuy nhiên với tín hiệu kết tuần như này, đây là một cái cây nến này là cây nến kết tuần đã xóa tan mọi cái nỗ lực của phiên ngày thứ năm. Và chính vì vậy nên là xu hướng cổ phiếu sẽ đạp lại nền đối với mã cổ phiếu Hàng Xanh. LIX sau hai lần chém đó, chém trên thớt thì bây giờ như nào? Vùng phiên ngày hôm nay như vậy là vẫn chưa bị phá vùng hỗ trợ 53.5 đến vùng 55, có một cái nền rút chân. Thì thường thường á, thì cái cổ phiếu này nó thiên về nó cái yếu tố tạo lập của nó là phần nhiều. Thì chúng ta sẽ xem có những cái điểm ở đây, nếu như có một phiên mà dòng tiền quay trở lại và xuất hiện một cái cây nến xanh đó ở đây thì chúng ta, nếu chúng ta còn hàng, chúng ta sẽ mua ở phiên này để chúng ta chém thôi. Đó, lần trước đã chém một lần ở vùng 56 đúng không ạ, lên đến vùng 60 rồi, thì bây giờ nếu mà còn lại thì chúng ta lại làm tiếp một nhát nữa thì coi như nhát này là coi như là cũng hoàn thành luôn đối với cổ phiếu LIX. Cổ phiếu CCL, CCL ngày hôm nay hỏng rồi. CCL như này là gãy vùng 7.8 thì xu hướng lại đáp lại ở đây, lại đáp lại ở đây là khoảng vùng 6.5 đến vùng 7. GEX, đối với GEX ở đây đó là mục tiêu thì đã hoàn thành ở đâu đó khoảng vùng 22, 21.5 đến vùng 22. Đó là vùng mà hoàn thành, và sau khi hoàn thành cái vùng này thì chúng ta dự kiến một cái vùng chỉnh ở khoảng vùng 20. Phiên ngày hôm nay là rơi rất là sâu và sau đó thì rút chân lên. Tuy nhiên là cái điểm rút chân này như vậy là bị phá vùng 20. Thì cũng có thể coi như là đây là các điểm lấp lại gap, thì chúng ta sẽ chờ lại ở khoảng vùng 18. Xu hướng như này là gãy vùng hỗ trợ 20 ở đây. Thì có thể test lại vùng, nói chung là ở khoảng vùng đây, vùng loanh quanh ở đây 18 đến vùng 19 ở đây, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát lại gách. Trong trong cái lịch sử, trong những yếu tố tạo lập đây, anh chị có thể nhìn thấy đây,
trong một cái xu hướng lên của gách gách đánh lên rất mạnh và sau đó cũng rũ rất mạnh, và những cái nhịp kéo của cổ phiếu này gần như là chữ V. Thì đây nó cũng đang hình thành một cái chữ V và chúng ta sẽ chờ để một cái lực bắt đáy. Đó, chắc chắn là sẽ bắt được thôi. Đấy, chờ, đang quan sát rất là kỹ con này để chúng ta bắt lại. PC1 PC1 ở trong trong tuần trước, đúng không? Trong tuần trước khi mà chúng ta đề cập đến cái nền đây, nền 17 đến nền 18 và có những cái điểm thoát cung. Đó thì chính là những cái điểm khuyến nghị mua, đó là ở cái biên khoảng 17.5 và sau khi vượt thoát vùng 18 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Trong tuần cơ bản thì có lãi, cơ bản nếu mua theo những cái khuyến nghị cùng lên thì có lãi, nhưng mà đến bây giờ thì có lỗ không nhỉ? Nói chung lỗ một tí tẹo, vùng 17.5, ở vùng 17.7 đấy. Thì với cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PC1 thì chúng ta sẽ có chờ phiên ngày thứ hai, khả năng là sẽ đang lình trình, sẽ có những cái điểm lình trình ở quanh vùng 17 đến vùng 18 và trước khi lại có những cái nhịp đánh tiếp. Còn trường hợp nếu như PC1 mà bị gãy vùng 10 đây này, gãy vùng 16.3, 16.4 ở đây này thì như vậy là xấu, và chúng ta nếu mà đang cầm lại thì chúng ta cần phải bán, bởi vì như thế là cổ phiếu sẽ có xu hướng về cái vùng hỗ trợ thấp hơn, và cái vùng hỗ trợ thấp hơn có thể sẽ là ở tận ở những cái vùng 14 đó. Thì chúng ta quan sát các cái biên hỗ trợ của PC1 ở đây. Có một mã cổ phiếu nữa là TNA có nói đến, đúng không? GEG. GEG sẽ phân tích luôn. GEG như vậy là như thế nào đây? Hôm nay là phá luôn cả vùng 19. Nhưng mà có một cái cây nền rút chân lên ở đây thì còn chờ thôi. Bởi vì cổ phiếu này thì cơ bản chủ yếu là cổ phiếu bo cung, nên là chủ yếu là các cái đội quen biết nhau đánh thôi. Và khả năng sẽ giữ được ở cái vùng 19 này thì lại kéo lên, và một số các tài khoản thì cũng đang nắm cái mã cổ phiếu GEG này thì chúng ta chờ thêm thôi. Cổ phiếu NT2 điện. NT2 chúng ta phân tích đâu đó ở khoảng vùng từ vùng 19.5, vượt thoát ở vùng này thì đang mục tiêu lên khoảng vùng 23. NT2 hình như là có chia cổ tức, NT2 có chia cổ tức ở vùng 23. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của NT2 như vậy là chỉ lên được gần đến trong tuần, điểm này là cao nhất ở khoảng vùng 22.4, như vậy là còn cách khoảng 0.6. Phiên kết tuần thì NT2 cũng bị bán tương đối là mạnh, tuy nhiên là vẫn đang nằm được ở trên cái vùng 21. Với tình hình hiện tại nội lực của thị trường thì vùng 21 này của NT2 nó sẽ khó để giữ được ở vùng này. Và sang tuần tới thì xu hướng sẽ có những điểm test lại ở khoảng vùng 20 đến vùng 20.5. Xu hướng cao của NT2 sẽ đi về đây. Và xem những cái vùng này mà không gãy thì chúng ta có thể các cái định lượng tiếp theo của mã cổ phiếu này, NT2. DHC. DHC cũng là một mã cổ phiếu có kết quả kinh doanh tương đối là tốt, và cái thời điểm hiện tại là cái lực cầu đang đánh tương đối là mạnh ở vùng này, ở cái vùng giá 40 đến vùng 42. Thì ở trong cái vùng 40 đến 42 này chúng ta cũng có thể canh để chúng ta mua, bởi vì là chúng ta kỳ vọng một cái điểm đánh của DHC. Đó, DHC sang một cái trang mới, bởi vì bây giờ là DHC cũng gần như là nó nằm ở trên cái đỉnh cao của mọi cái đỉnh cao rồi, tức là gần như nó không còn cái điểm cản nào trước đây ở trên này nữa. Đó, thì như vậy là có thể nó sẽ thiết lập một cái mặt bằng giá mới ở đây, nên là chính vì vậy nên là Hùng Lê cũng có khuyến nghị để chúng ta tham gia cái mã DHC. Ok, chúng ta sẽ điểm qua một số các cái mã ngành khác, ví dụ như ngành dệt may chỉ có TCM thôi. TCM vừa mới chia xong, chính vì vậy nên là mục tiêu ngày xưa là 22 thì bây giờ nó rơi về xuống vùng 20, và ngày hôm nay thì TCM cũng tương đối là mạnh đấy. Có những cái điểm mà đánh rất là sâu xuống và lại rút chân lên như này thì chúng ta sẽ quan sát tiếp ở TCM
ở trong tuần mới, đó là ở khoảng biên dưới khoảng vùng 19 đến vùng 19.5. Nếu biên này mà cổ phiếu TCM vẫn tiếp tục giữ được thì cái cơ hội mà đánh vượt thoát lên khi thị trường ổn định và chúng ta cần chờ một cái phiên có lực cầu khoảng tầm từ 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu. Thì như vậy là xu hướng đánh lên nền 23 đến nền 24 là còn. Ngược lại, nếu như mà cái lực cầu nó không vào và TCM bị gãy cái vùng hỗ trợ khoảng vùng 19 ở đây thì như vậy là cái cơ hội nó cũng sẽ không còn nữa. Mía đường có QNS như vậy là cũng bị chỉnh giảm theo thị trường rồi, và cái vùng giá 32. Khi cổ phiếu này về đến vùng giá 32 thì chúng ta tìm ở đây đó là vùng giá 31, và thậm chí có thể tính toán ở một cái điểm sâu hơn, đó là vùng giá 30 đến vùng giá 31. Đây sẽ là cái vùng nền tích lũy, đây sẽ là vùng nền tích lũy, và vùng nền này không bị gãy thì cái cơ hội để đánh vượt lên vùng 32 sau đó về vùng 34 35 là còn. Ngược lại, nếu bị gãy vùng 31 30 31 ở đây thì như vậy là cái cơ hội gần như là nó hết. Cổ phiếu mía đường SBT. SBT cũng là một cái mã cổ phiếu trong thời điểm hiện tại ông Lê tìm thấy một cái vùng ở vùng 14 đến vùng 14.5 và biên trung bình ở đâu đó vùng 4.5. Biên của nó là vùng 14 đến vùng 15. Lực cầu tương đối là mạnh ở thời điểm này. Nên là đang kỳ vọng một cái điểm bẻ pha ở đây. Tuy nhiên với cái dòng tiền và tín hiệu chung của thị trường thì cái cơ hội để bẻ pha đây hiện tại là chưa có, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát tiếp những cái động thái tiếp theo. SLS cũng là một cái mã cổ phiếu mà đâu đó cũng có khuyến nghị trên Zoom NO1. Chúng ta mua một ít để chúng ta đánh hàng T cộng 3, thì như vậy là nếu mà đánh T cộng 3 là như vậy cổ phiếu này có ăn. Cổ phiếu này thì không có gì đột biến. Bây giờ là 1:20 phút rồi, chúng ta sẽ chọn thêm còn những cái mã cổ phiếu nhóm ngành nào đơn giản nữa nhỉ. VGI, nhóm của Viettel. Đấy là nhóm ngành mà cũng dự báo là sẽ không chịu cái tác động của Covid-19. Nhưng mà sẽ tác động của thị trường thì không thể tránh khỏi được, và khi mà phiên ngày thứ tư kết thúc, Việt VGI có một cái tín hiệu bán xuống ở đây, và phiên kết tuần thì VGI đã rơi về lại vùng 26 đến vùng 27, có một cái nến kết chân rút lên. Tuy nhiên là điểm kết chân này nó cũng không thực sự là tích cực, và xu hướng hiện tại như vậy là rất cao là có thể VGI sẽ chạm về lại vùng 24, và thêm một lần nữa là hai lần đánh lên ở vùng 30 này không break được vùng 30. Chính vì vậy nên cái cơ hội mà đánh tiếp của VGI hiện tại trong ngắn hạn là không còn, và xu hướng hiện tại của VGI sẽ là xu hướng test lại những cái nền thấp hơn. CTR cũng chạy khá là tốt và kỳ vọng vượt vùng 50. Phiên ngày hôm qua cũng bị đạp xuống và kéo lên, còn phiên ngày hôm nay thì gần như là cái lực giữ của dòng tiền nó cũng không còn nữa, tức là không không thể trụ được ở trước một cái lực bán nó mất đến tận gần 40 điểm sâu nhất ở trong phiên, và kết phiên mất gần 30 điểm, 26 điểm. Thì cổ phiếu này cũng có một cái điểm rút chân lên, nhưng mà điểm rút chân này thì khả năng là cũng sẽ khó để có thể trụ được ở trong một cái trạng thái, trong một cái xu hướng chung của toàn bộ thị trường như hiện tại. 45 ở khoảng vùng 42. Như vậy là vùng hỗ trợ khoảng vùng 42.5 sẽ có những cái điểm sẽ trả lại cung ở vùng này, sẽ có những điểm trả lại cung ở vùng này. Nhóm ngành cao su chúng ta sẽ có ship. Ship trong phiên ngày hôm nay thì cũng bị mất biên. Mất biên ở đây đó là biên 83 ở vùng 83 đã bị mất, và như vậy ở đây là vùng hỗ trợ nó sâu sâu hơn. Lực bán với lực bán mạnh của ship như này thì xu hướng là sẽ giảm, và những điểm giảm này có thể rơi về lại vùng 75. Như vậy là cái xu hướng tích lũy nền của ship ở vùng 83 thất bại. PHR. PHR thì trong một cái mục tiêu ngắn thôi là PHR chạm vùng 55. Đây các anh chị, chạm vùng 55 thôi chứ cũng chưa có nhiều cái đột biến, và chạm vùng 55 thì lại chỉnh lại thôi, và những cái điểm chỉnh điểm hỗ trợ có thể chạm vùng 50, và trong biên ngắn của PHR đánh từ vùng 50 đến vùng 55.
DRC. DRC như vậy là xấu rồi. Đó, khi cổ phiếu bị gãy vùng hỗ trợ 17.5. Đây. Phiên ngày thứ ba của tuần vừa vừa rồi, cổ phiếu mất cái vùng hỗ trợ này thì đương nhiên đồng nghĩa với việc là nó sẽ đi về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn và gần nhất của cổ phiếu đó là vùng có thể đi về vùng 14. GVR. GVR phiên hôm nay chạm vùng 11 và cái vùng 11 này thì khả năng cũng sẽ khó giữ bởi vì là thị trường chung nó cũng đang rất là xấu. Phiên ngày thứ hai có một cây nến đỏ ngồi tiếp như này thì như vậy là anh em chúng ta chuẩn bị tinh thần là GVR đâu đó khoảng vùng 9, rơi về khoảng vùng 9.5 đến vùng 9, và cái vùng này mà cổ phiếu những yếu tố tạo lập không giữ được thì có thể rơi về đúng vùng đáy của cổ phiếu, đó là vùng 8. Vùng 8 cơ hội là đến thôi, đến vùng 8 thì chúng ta lại canh, chúng ta múc thôi. Ok, như vậy là chúng ta còn một số các cái mã ngành khác, các cái nhóm ngành khác thì gần như tổng quan về thị trường đó là bị giảm rất là mạnh và các mã cổ phiếu thì gần như bị phá các cái điểm hỗ trợ hoặc thậm chí là phá trend xu thế. Thì các mã cổ phiếu nào mà chưa được Hùng Lê phân tích ở trên bản tin thì các anh chị sẽ comment lại ở trên dưới dòng thời gian và Hùng Lê sẽ trả lời cho các anh chị một cách chi tiết nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ tập trung để chúng ta nói đến xu hướng về thị trường trong tuần tới. Thì trước khi nói về xu hướng thị trường trong tuần tới thì chúng ta sẽ nhìn qua các cái chỉ số kỹ thuật của các cái chỉ số kỹ thuật của thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán Mỹ và chỉ số các cái chỉ số chứng khoán châu Á cơ bản. Hiện tại chỉ số Dow Jones đang giảm các anh chị, Dow Jones Future thì cũng đang không vượt thoát được khoảng vùng 26.500 điểm để coi như đi về khoảng vùng 27.500 điểm. Dow Jones Future cũng đang có những cái điểm giảm chỉ số Hang Seng. Về bản chất thì ngày hôm nay Hang Seng cũng rơi rất là mạnh. Và chính vì vậy đây là một cái tác động, nó cũng sẽ có những cái tác động tiêu cực lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là cái điểm mà Hồng Lên cũng đã đề cập trong cái bản tin vào tối ngày Chủ nhật và chỉ số Hang Seng sau những cái điểm hồi phục ở đây đó và lấp lại thôi, lấp lại. Đây là những cái lực hồi phục yếu ớt và như vậy thì cái xu hướng là với cái cây nến đỏ này thì có thể sang tuần tới thì chỉ số này cũng sẽ tiếp tục có những cái điểm giảm xuống và chỉ số Nikkei 225 thì đang gặp cái vùng kháng cự ở đây khoảng vùng 22.700 khoảng vùng 22.800 điểm ở đây và gần như đi ngang 2 tuần vừa rồi, không có những cái động lực để vượt thoát được cái kênh đó. Đó thì đấy là những cái chỉ số cơ bản nhất, sát sườn nhất đối với những cái thị trường chứng khoán ở cạnh chúng ta. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bản tin video số 113 thì Hùng Lê đã có đề cập đến những cái điểm test chỉnh về mặt kỹ thuật và những cái điểm test chỉnh đó phải đảm bảo giữ được đó. Và Hùng Lê trong cái đầu bản tin thì Hùng đã cho các anh chị xem tất cả những cái phân tích định lượng, tất cả những cái phân tích định lượng ở trong phiên đó để chúng ta biết được. Để chúng ta biết được cái xu hướng hàng ngày và tại vì sao mà trong tuần vừa rồi thì gần như là tối ngày nào thì Hùng cũng phải làm một cái bảng như thế này, bởi vì rõ ràng là thị trường đang ở những ngưỡng rất là nhạy cảm và những cái điểm mà để giúp cho nhà đầu tư có được những cái định lượng để chủ động trong cái quá trình giao dịch đó. VN Index của chúng ta trong tuần vừa qua, đây là bảng kết tuần thì phiên ngày thứ hai chính là cái phiên đây. Thì khi kết phiên ngày thứ hai thì Hùng Lê đã có những cái đánh giá định lượng là thị trường của chúng ta đã xấu. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã bị đánh mất đi những cái điểm hỗ trợ ở đây, đó là cái điểm 865 điểm, nó rất là quan trọng các anh chị. Các anh chị đừng có nhìn thế thôi, đừng có nhìn một cái nó một cái mốc như vậy, nó là một con số vô tri vô giác. Tuy nhiên nó lại là một con số mà nó sẽ quyết định rất là nhiều, rất 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 là nhiều các yếu tố về về thị trường đó. Và khi cái điểm này bị mất đi thì gần như chúng ta nhìn thấy một cái lực hồi bị suy yếu. Và đến phiên kết phiên ngày thứ tư đúng không? Kết phiên này thì hôm nay là có lại đánh giá ba cái cây nến suy yếu và gần như toàn bộ cái lực hồi của dòng tiền nó không còn nữa và cái hệ lụy tất yếu là thị trường nó sẽ bị giảm. Và lại thêm ngày thứ sáu của chúng ta đó, thêm cái câu chuyện về Covid đó và được thổi hồn lên trên những cái bài báo đăng đó, dẫn đến cái câu chuyện là tâm lý nhà đầu tư là tháo chạy.
Thì kể cả là nếu mà không có cái câu chuyện đó thì thị trường cũng sẽ chỉnh giảm thôi, bởi vì là nó đã hình thành một cái điểm suy yếu ở đây. Vậy thì kịch bản nào cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần mới? Trong tuần mới thì bản thân là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì gần như kết phiên thì ông Lê cũng đã có đánh giá 14 giờ thì dòng tiền như thế này là không đủ mạnh và không đủ thuyết phục, và như vậy thì thị trường sẽ có những cái điểm khó khăn ở trong tuần mới, và như vậy là chưa có một cái dòng tiền chưa có một cái dòng tiền gọi là tát ao bắt cá đó, tát ao bắt cá. VN Index trong phiên đã có một cái điểm chỉnh giảm cực sâu, đó là chạm về vùng 815 điểm, đó là cái vùng mà trong cái kịch bản trước đây khi mà VN Index cũng có một cái nhịp test cung ở đây thì chúng ta đã có những cái dự báo sâu về việc là 815 điểm, thì trong phiên ngày hôm nay đã chạm vùng 815 điểm và rút chân lên, nhưng cái điểm rút chân này thì cũng đánh giá là không không tích cực các anh chị, không tích cực, điểm điểm rút chân này không tích cực khi mà cuối phiên vẫn rất nhiều các mã cổ phiếu giảm điểm và nó không thực sự là nó hút lại được toàn bộ cái dòng tiền gọi là cái dòng tiền lì lợm để đè bẹp bên cái bên bên cung đó, bên cầu không không đủ đè bẹp. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì rất có thể là phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới, các anh chị nhìn thấy đây này, khi một cái phiên rơi mạnh xong thì thường sẽ có một cái phiên, một đến hai phiên tiếp theo, một đến hai phiên tiếp theo, tức là phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba sẽ là những phiên biến động cực kỳ mạnh ở trong phiên. Nó sẽ có những cái phiên biến động cực kỳ mạnh, có thể là giảm sâu xuống rồi kéo xanh lên, sau đó thì lại có những cái điểm giảm sâu xuống, và những cái điểm giảm đó thì chúng ta có thể tính toán đến cái vùng ở đây là vùng 800 điểm, vùng 800 điểm. Còn nếu mà gãy vùng 800 điểm rồi thì cái cơ hội nó gần như nó không còn nữa. Và thực ra về đúng về bản chất là mất trong tuần vừa qua, mất cái mốc ở đây, vùng định lượng đây, đó là mốc 865 điểm, thì gần như là cái câu chuyện về thị trường cơ sở nó đã bị khép lại ở một cái góc độ rất là khó khăn. Rồi ok, đến chỉ số VN30. Đó, đến chỉ số VN30 thì trong tuần đúng không ạ? Trong tuần vừa qua. Đây là kết tuần các anh chị, và đây là cây nến của ngày thứ hai, phiên kết ngày thứ hai. Và phiên ngày thứ hai thì phiên cũng chính là phiên mà chỉ số này đánh mất vùng 805 điểm. 805 điểm nó có một cái ý nghĩa cũng rất là quan trọng, nó là cái vùng để giúp cho ông Lê định lượng được là thị trường tăng tiếp hay là thị trường đi ngang sideways hay là thị trường tèo, thì mất cái mốc 805 điểm của VN30 với một cái lực bán tương đối mạnh thì đấy cũng là một dấu hiệu xấu, và phiên kết tuần thì gọi là giọt nước tràn ly. Đó, giọt nước tràn ly về cái câu chuyện là thị trường đã suy yếu rồi, nó bị ốm yếu cả tuần rồi đúng không ạ? Nó cả tuần không được ăn cơm, ốm yếu rồi, xong cuối tuần là tự dưng có thằng nó vả nó phát, thế là thôi lăn quay, thì đấy là cái câu chuyện là giọt nước tràn ly, nó là như vậy. Trong phiên ngày hôm nay thì chỉ số VN30 cũng đã chạm đến vùng 760, đó là cái vùng mà chúng ta dự báo ở trước đây. Khi VN30 cũng có một cái nhịp giảm rất sâu ở đây. Đó, vậy thì cái kịch bản nào cho chỉ số VN30 ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì cũng hoàn toàn như chỉ số VN Index, đó là sẽ có những cái điểm biến động rất mạnh ở quanh vùng 760, và cùng Lê kỳ vọng là không gãy 760, chứ còn nếu gãy 760 thì nó lại lại là một cái câu chuyện nó đi về bên kia con dốc rồi, mà nó đi rất nặng, nó đi rất nặng, các anh chị phải lưu ý là như vậy, và kể cả VN Index cũng như vậy. Đó, nếu như mà nó bị gãy vùng 800 ở đây thì nó sẽ đi coi như là thôi, chúng ta không có gì để nói đến câu chuyện về thị trường nữa. Sẽ có những cái phiên phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba, và hai phiên đó sẽ là hai phiên mà chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin để định lượng. Và với VN30 cũng như vậy, sẽ có những cái điểm kéo lên kéo xuống ở trong phiên, và có hay không, đây các anh chị nhìn thấy sau một cái phiên sát tương mạnh sẽ có những cái điểm cái biên của cây nến ấy, nó kéo rất là dài đó, những cái biên cây nến kéo rất là dài, và căn cứ vào tình hình thực tế, căn cứ vào khối lượng đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái định lượng tiếp theo ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Đối với hợp đồng phái sinh VN30F1M thì trong tuần vừa qua thì cũng đã tập trung để phân tích cái chỉ số VN30F1M này rất là kỹ, đặc biệt là trong những cái điểm mà khi phái sinh chạm về vùng 820 thì cũng đã có những cái điểm là gì ạ, các anh chị chú ý nó sẽ sọt đấy, bởi vì về đến cái vùng này là nó sẽ sọt thôi, và sọt thì dự báo ở cái vùng 800 điểm,
Thì phiên ngày thứ hai là phiên đầu tuần đúng không? Dự báo trả cung về vùng 800 điểm thì nó xuống 795 điểm, và phiên ngày thứ ba là một phiên mà đang nhen nhóm những cái tín hiệu ở đang nhen nhóm những cái tín hiệu bẻ pha long. Đó là cái khi mà vùng phân tích ở trên room ở vùng 795 điểm và bẻ về vùng 800 và lên 805 điểm là đã kỳ vọng rất là lớn. Và cái phiên này xong thì lại sau cái phiên này thì lại bảo là sẽ có những phân tích định lượng là từ 805 này nó sẽ không tăng tiếp đâu, nó sẽ trả cung lại. Đó, nó sẽ trả cung lại ở khoảng vùng 803, và cuối cùng ở trong cái phiên đó chúng ta phân tích ở vùng 800 và cuối cùng là cái vùng coi như là cái điểm trả cung nó bị thất bại. Đó, điểm trả cung bị thất bại và mất mốc 790 điểm, chính thức là phái sinh đó đi vào một cái điểm sọt rất là dài. Và khi mất mốc 790 điểm thì ông Lê đã có dự báo về vùng 750 điểm, tức là mất đến tận gần 40 điểm của thị trường đúng không ạ? 40 điểm, đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta đã nói trước rồi. Đó, chúng ta đã dự báo trước rồi. Đó. Thì kịch bản nào cho chỉ số phái sinh trong tuần tới? Cả tuần thì chúng ta sẽ chưa nói đến, nhưng ít nhất là chúng ta sẽ nói đến phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Thì sau một cái điểm mà gọi là điểm sọt mạnh đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến vùng 750 điểm. 750 điểm Hùng Lê nghĩ là phái sinh sẽ tuần tới sẽ có những cái điểm sọt xuống, tiếp tục sọt xuống 750 điểm, và thậm chí có thể sọt qua ở đây có thể là sọt qua ở vùng 740, và sau đó sẽ có những cây nến kéo long lên. Thì đối với phái sinh thì chúng ta sẽ phải phân tích trên biểu đồ M5. Đây các anh chị, đây chính là những cái điểm mà phân tích của phái sinh. Đó, ông Lê thường sử dụng biểu đồ M5 để ông Lê phân tích. Đây, gãy 790 nó sọt phát đứt luôn. Lên đến vùng 805 điểm đúng không ạ? Thì ông bảo là nó sẽ trả lại cùng vùng 800 điểm đấy. Đó, nhưng mà trả xong một phát thì cũng trả sâu hơn. Lên đến vùng 820 điểm sẽ phải chỉ số này sẽ phải nghỉ ngơi, trả về vùng 800 điểm. Đấy thì đấy là những cái cách mà chúng ta phân tích về phái sinh. Và như vậy thì sang tuần mới, xu hướng đầu tuần thì khả năng xu hướng phái sinh ở kết một cái cây nến đầu tuần thì xu hướng là sẽ tiếp tục sọt xuống. Và cái điểm sọt còn nó có thể chạm về vùng 750, và chúng ta sẽ quan sát xem những cái điểm đó thì có hay không ở những cái cây nến rút chân hay kéo lên. Thì đối với phái sinh thì ông Lê phân tích ở trong phiên cũng như trong team của ông Lê thì có zoom lệnh. Đó, như vậy là thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một tuần giao dịch rất là khó khăn, và ông Lê dự báo thứ hai và thứ ba tuần tới tiếp tục sẽ là những phiên rất là khó khăn của thị trường. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng phải hết sức là bình tĩnh, và trong những phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì cái biên độ nến của phiên chắc chắn nó sẽ có những cái biên độ nến rất là dài. Đó, biên độ nến rất là dài, và như vậy là các cái hoạt động kéo xả ở trong phiên nó cũng sẽ rất là khó để chúng ta định lượng. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ bám sát các cái tín hiệu tiếp theo. Và để các anh chị cập nhật được những cái phân tích định lượng của ông Lê sát hơn theo ngày, thậm chí là theo giờ và theo từng phiên giao dịch, thì ông Lê mời các anh chị về đồng hành cùng với team của ông Lê tại công ty chứng khoán VPS. Thôi, bản tin sẽ dừng lại tại đây. Chúng ta có 2 ngày nghỉ cuối tuần thì chúng ta hãy tạm thời chúng ta nghỉ ngơi, lấy lại sức để chúng ta chiến đấu một cái tuần cuối cùng của tháng 7, và kỳ vọng sang một cái tháng 8 nó tốt đẹp hơn, nó tươi đẹp hơn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản tin tiếp theo.